Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 74. Nhưng lúc này, khoảng không bên ngoài cổ mộ tinh quân đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Mỗi một lần như vậy đều có thể nhìn thấy một bóng người mờ nhạt bị ném ra xa bằng thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Có lẽ, những người này đều khảo nghiệm thất bại, xem ra sau khi tiến vào vổ mộ, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Trương Viễn than thở một tiếng, trong mắt hắn ta lóe lên một chút thất vọng. Khi biết được thực lực chân chính của Lâm Nhất, vốn dĩ hắn ta nghĩ sau khi vào cổ mộ, có thể dựa vào Lâm Nhất để chiếm được nhiều lợi ích. Dù sao thì ngay cả Cơ Vô Dạ mạnh như vậy mà hắn còn dám chống lại, hiển nhiên, không cần nói đến những nhân tài kiệt xuất khác của bảng Long Vân làm gì. Giờ thì, coi bộ hy vọng đã rơi vào khoảng không rồi. Đi thôi. Trái lại, Mạc Linh khá là bình tĩnh, nàng ta dẫn đầu đi đến. Thoáng chốc, mấy người lần lượt đi xuyên qua cửa đá. Vừa tiến vào, xuất hiện trong tầm mắt là một khoảng không đen kịt, tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, không cảm nhận được tia sáng dù là nhỏ nhất, thậm chí ngay cả bản thân mình mà cũng không cảm nhận được. Soạt. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. Luồng sáng quá chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đợi đến khi ánh sáng yếu bớt, tầm mắt mới dần khôi phục lại như thường. Lâm Nhất đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai khác. Mấy người Trương Viễn, Mạc Linh đều không có tung tích. Xem ra là truyền tống ngẫu nhiên. Lâm Nhất lẩm bẩm nói, giống với những gì bọn họ đã chứng kiến khi không gian xuất hiện gợn sóng, nếu khảo nghiệm ở đây thất bại, chắc chắn sẽ bị truyền tống thẳng ra ngoài. Nhóm Mạc Linh sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Dõi mắt nhìn ra xa, hiện tại, hắn đang đứng trên một hành lang sáng sủa, không nhìn thấy điểm cuối. Ken két. Có âm thanh quái dị vang lên từng hồi, khi đến gần, Lâm Nhất mới phát hiện đó là một con rối hình người bận khôi giáp. Con rối thiết giáp cầm trong tay một thanh trường thương nặng nề, nó từ từ bước tới, liếc mắt nhìn có thể thấy được mũi thương lóe lên tia sáng lạnh. Dừng lại. Con rối hình người nhìn Lâm Nhất, chủ động lên tiếng trước. Bước chân Lâm Nhất thoáng khựng lại, chờ đợi đối phương nói tiếp. Mộ cung có 9 tầng, mỗi tầng đều có khảo nghiệm, chỉ khi thông qua khảo nghiệm của chủ nhân thì mới có tư cách lấy được di bảo mà chủ nhân siêu tầm. Truyền thừa võ học của chủ nhân và Thiên Tinh Châu nằm trong 9 tầng, nếu muốn tranh, xin hãy tiến từng bước một. Giọng nói máy móc của con rối thiết giáp không hề có một chút độ ấm nào. Có thể thấy được nó không có linh trí, chỉ đang lặp lại những lời mà chủ nhân đã lưu lại mà thôi. Khảo nghiệm tầng thứ nhất chính là ngươi à? Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn và thản nhiên nói. Là ta. Vừa dứt lời, con rối thiết giáp đã bước lên một bước, đâm trường thương trong tay về phía Lâm Nhất. Tu vi Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất lập tức nhận ra cảnh giới của con rối thiết giáp này vừa khéo cao hơn hắn một bậc. Mũi thương cô đọng khí lạnh, hết sức đáng sợ, thực lực bực này không hề thua kém so với Trương Diễn. Nếu chỉ phòng ngự đơn thuần thì dựa vào đặc thù về chất liệu, có thể nói nó còn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, suy cho cùng thì con rối vẫn là đồ chết, đệ tử tông môn tiếp nhận khảo nghiệm vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh. Trong nháy mắt, con rối thiết giáp lập tức đâm tới mấy thương. Mỗi thương đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Lâm Nhất, chiêu thức cực kỳ lão luyện. Trong hàn mang lạnh lẽo, trường thương mang theo gió lạnh, Lâm Nhất tạm tránh né, liên tiếp lùi lại mấy bước. Khi thấy không còn đường để lui, trong mắt Lâm Nhất đột nhiên lóe lên một tia phong mang, lạnh lùng nói, nếu đánh bại ngươi mới có thể đi tiếp, vậy thì kết thúc ở đây thôi. Đi đôi với ánh mắt sắc bén, Lâm Nhất đã nhìn ra sơ hở trong thương pháp của đối phương nhanh chóng đưa tay tới. Năm ngón tay tựa như ngọc trong tay áo duỗi ra, theo thương ảnh mơ hồ nắm lấy trường thương của đối phương. Ong! Thân trường thương lập tức rung động dữ dội, cho dù con rối thiết giáp dùng sức thế nào cũng không thể rút trường thương ra khỏi tay Lâm Nhất. Ta chỉ có chút thực lực này là coi được thôi. Lâm Nhất hờ hững nói một câu, lực lượng long tượng bao phủ toàn thân, sau đó, hắn kéo mạnh một cái. Trường thương lập tức bay ra khỏi tay đối phương. Lâm Nhất ném nhẹ thương lên trời, trường thương rơi xuống, Lâm Nhất nắm chặt lấy nó, sau đó lao ra ngoài tựa như tia chớp. Chịu thua đi.
phong mang trên mũi thương lập tức sắc bén hơn mấy lần, lấy thế lôi đình đâm xuyên hư không, phát ra tiếng gào thét chói tai, đâm ra một lỗ thủng to trước ngực con rối. Thiết giáp trông khá cứng rắn, hoàn toàn không chịu nổi một đòn có sự gia trì của kiếm ý tiên thiên đại thành. Giác! Con rối quỳ một chân xuống, sau đó ngã phịch xuống đất. Dường như không khó khăn lắm. Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn quan sát trường thương trong tay, gật nhẹ đầu. Trường thương này cũng có thể xem là một thanh binh khí cổ, nếu tạm thời không thể sử dụng kiếm táng hoa thì cứ thay thế bằng trường thương này vậy. Lâm Nhất cầm trường thương trong tay, tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại. Đối với Lâm Nhất, sát hạch này cũng không phải khó lắm, không ngờ lại khiến những người khác không ngừng kêu than, thua trận. Đáng ghét, phòng ngự này quá đáng sợ. Không ngờ tu vi còn cao hơn ta một đoạn. Chẳng lẽ ngay cả tư cách bước vào cổ mộ mà ta cũng không có sao? Cùng lúc đó, rất nhiều đệ tử tông môn đang nhận thử thách. Sát hạch không chịu nổi một đòn với thiên tài trên bảng Long Vân lại khiến rất nhiều người chiến đấu vất vả. Khi vòng sát hạch đầu tiên hoàn toàn kết thúc, đã có một nửa số người bị loại. Ven biển trăng khô, những bóng người bị ý chí còn lại của tinh quân trong cổ mộ chuyển thẳng tới đây, rơi mạnh xuống đất. Phong ấn của cổ mộ tinh quân vỡ rồi. Sát hạch đã bắt đầu. Chậc chậc, cổ mộ của tinh quân thượng cổ quá nhiên có thử thách. Thực lực không đủ muốn tìm được lợi ích thì đúng là nghĩ nhiều rồi. Không biết ai mới là người cười đến cuối cùng đấy, đến cổ mộ tinh quân, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, không thể trông chờ vào vận may được. Còn cần phải nói sao, chắc chắn là 10 người đứng đầu của bảng ngoài như Cơ Vô Dạ, Diêm Không, Tạ Vân Kiều rồi. Người sát hạch thất bại ủ rũ cúi đầu lần lượt xuất hiện trên không trung. Những trưởng lão của tông môn đợi ở ngoài biển trăng khô lập tức lên tinh thần. Bọn họ kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã đoán được tình huống đại khái. Trong cổ mộ, sau khi vượt qua vòng sát hạch đầu tiên, Lâm Nhất tùy tiện tìm tòi trong mộ cung một lượt, có hơi thất vọng. Ở tầng thứ nhất ngoài đan dược vô cùng bình thường thì không còn gì khác nữa. Những đan dược này có lẽ có chút giá trị với người khác, nhưng lại chẳng là gì với Lâm Nhất cả. Không có thời gian để lãng phí nữa, Lâm Nhất quyết đoán đi vào tầng 2. Một con rối màu bạc xuất hiện trước mắt, tu vi vẫn cao hơn hắn một đoạn, nhưng ngân giáp trên người đã ngưng luyện một cách rõ ràng. Thấp thoáng có linh văn cổ xưa lóe lên, uy thế kinh khủng phát ra. Là bảo khí. Lần này khó chơi rồi đây. Lâm Nhất tự lẩm bẩm, hơi bất ngờ, chỉ vòng thử thách thứ hai đã phiền phức như thế rồi. Nếu tiếp tục nữa, thật sự không biết sát hạch tầng 9 sẽ trở nên đáng sợ như thế nào đây. Cùng là hai con rối, tu vi không thay đổi, vẫn chừng dương huyền đại thành. Nhưng áo giáp trên người nó lại là bảo khí chân chính, được khắc linh văn cổ xưa, tản ra uy thế rất lớn. Lâm Nhất bắt đầu tấn công, thất huyền bộ kéo ra một tàn ảnh màu vàng, đâm mạnh trường thương được kiếm ý tiên thiên tiểu thành gia trì trong tay về phía trước. Keng keng. Mũi thương tạo ra những tia lửa chói mắt trên áo giáp kia xuất hiện những khe hở nhỏ, nhưng hoàn toàn không đến mức thương gân động cốt. Oanh! Còn chưa lùi lại, hai con rối đã tấn công tới. Một thanh trường thương đâm tới, nhanh như tia chớp, như muốn đâm thủng cả không khí, trên mũi thương có dòng khí lượn lờ, tạo thành tiếng xoẹt xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trường thương trong tay một con bù nhìn khác mang theo khí thế tựa núi cao đâm tới. Sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi, cũng không vội lùi bước mà vẫn đứng yên tại chỗ, dùng thương thay kiếm, phòng thủ vững vàng. Trong thương ảnh mờ mịt, kiếm thế dâng trào trên người hắn, không để hai con rối này tiến về trước dù là nửa bước. Sau 10 chiêu, trong mắt Lâm Nhất có phong mang lóe lên, hắn nâng cao kiếm ý đến tiên thiên đại thành. Trên mũi thương lạnh lẽo lập tức lóe lên ngân quang chói mắt, giống như một ngôi sao sáng rực trong không gian mờ tối này. Ầm. Mũi thương đâm vào ngực một con rối, đánh bay nó ra ngoài, đập mạnh lên vách tường. Trước ngực con rối xuất hiện những vết nứt chói mắt, trong tia lửa bắn tung tóe có thể thấy linh văn bị vỡ nát, còn vì kiếm ý mà không ngừng lan rộng. Nếu ra chỉ kiếm ý tiên thiên đại thành vào thì còn cần khoảng 2 thương nữa.
uy lực của trường thương này không tầm thường chút nào. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, đại khái đã hiểu rõ khả năng phòng ngự của bảo giáp này rồi. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là sát hạch, cấp bậc của bảo giáp trên người con rối cũng không cao lắm. Lâm Nhất giang hai tay, bình tĩnh di chuyển sang một bên như sau lưng có mắt, dễ dàng tránh thoát một thương đâm từ sau lưng. Vẫn chưa hết, vạt áo tung bay, Lâm Nhất còn chưa chạm chân xuống đất đã xoay người đâm tới một thương. Keng! Một thương này cũng đâm trúng ngực của con rối, khiến áo giáp không ngừng nứt ra, trường thương trong tay đối phương dừng lại ở chỗ cách ngực Lâm Nhất nửa tấc, nhưng cũng không thể tiến lên thêm chút nào nữa. Kính hoa thủy nguyệt! Lâm Nhất giẫm nhẹ mũi chân, vừa mới chạm đất lại bay lên không trung. Trong nháy mắt đã biến ra chín tàn ảnh, đầu của con rối kia lập tức xoay chuyển, dường như muốn tìm ra người thật. Nhưng rõ ràng là những gì nó làm đều phí công. Đợi đến lúc chín tàn ảnh chồng lên nhau, Lâm Nhất lại đâm một thương tới, nhắm thẳng vào đầu đối phương. Bụp! Gần như vào lúc đâm tới, đầu con rối kia lập tức vỡ tan. Có điều Lâm Nhất hơi bất ngờ vì sau khi đầu nó vỡ tan, nó vẫn chưa hoàn toàn chết đi mà tiếp tục xông về phía hắn. Lâm Nhất phung chân đạp bay nó, mượn lực phản chấn, lại bay lên không một lần nữa, xoay người đánh nhau với con rối bị đánh bay trước đó. Chết đi! Sau hai thương, Lâm Nhất quát một tiếng, trường thương đâm xuyên qua khe hở trên khôi giáp trước ngực, cả con rối nổ tung, biến thành một đống bộ phận rải rác dưới đất. Không đợi con rối không đầu kia giết tới, Lâm Nhất không thèm quay đầu mà ném thẳng trường thương về phía nó. Vụt! Trường thương xuyên thủng chiến giáp của con rối, ghim nó lên vách tường, cho dù nó giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Xoẹt! Đến khi rút trường thương ra, cả con rối đều rời rạc. Sát hạch vòng thứ hai kết thúc, đệ tử tông môn thất bại thoáng chốc nhiều gấp đôi. Bên ngoài biển trăng khô, trưởng lão các tông môn lớn nhìn thấy cảnh này đều vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng dù bọn họ có đoán được sát hạch cổ mộ sẽ khá nghiêm khắc, nhưng không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu đã có mấy trăm người bị loại. E rằng trong cổ mộ tinh quân chỉ còn lại chưa đến 700 người. Chắc là ít hơn, trên đường đến cổ mộ cũng chết không ít người, có lẽ nhiều nhất chỉ còn 400 người thôi. Nhìn tình huống này, chắc chỉ khoảng 10 người có thể thông qua sát hạch cuối cùng. Dù là thiên tài trên bảng Long Vân, trừ khi là 10 người mạnh nhất, chứ những người khác cũng có thể bị loại. Vòng sát hạch thứ 3 trong cổ mộ tinh quân nhanh chóng bắt đầu. Lần này tổng cộng xuất hiện 3 con rối, thực lực đều là dương huyền viên mãn, bảo giáp trên người cao cấp hơn một bậc. Kinh khủng hơn là sự kết hợp giữa 3 con rối đã mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn mơ hồ giống hình thức ban đầu của trận pháp nào đó, rất khó giải quyết. Lâm Nhất thầm quan sát, cuối cùng khẳng định đúng là trận pháp nào đó. Chỉ là 3 con rối không thể phát huy trận pháp một cách hoàn mỹ, thậm chí 1/10 uy lực cũng không đạt đến, nhìn kỹ vẫn còn rất nhiều sơ hở. Có thể thấy càng về sau số lượng con rối sẽ càng nhiều, chắc chắn trận pháp này sẽ ngày càng hoàn chỉnh. Trận pháp có sơ hở rõ ràng thế này không tạo thành uy hiếp quá lớn với Lâm Nhất, một khắc sau, 3 con rối đều đã chết dưới thương của hắn. Nhưng rõ ràng thử thách này vẫn khá khó khăn với người khác. Tầng 3 mộ cung, trong một con đường bị phong bế, Mục Trần đang vất vả chống lại sự vây công của 3 con rối, sắc mặt hắn ta tái nhợt, ánh mắt vô cùng nặng nề. Con rối có tu vi dương huyền viên mãn cũng không phải quá đáng sợ với hắn ta. Dù sao hắn ta vốn đã có tu vi dương huyền đại thành, dưới tình huống một chọi một, hắn ta hoàn toàn không thể thua thiệt. Nhưng trước mắt, 3 con rối liên thủ tấn công, hắn ta hoàn toàn không thể ứng phó được. Chết tiệt, đây mới chỉ là vòng thứ 3 thôi. Trán Mục Trần mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở gấp, nét mặt hoảng hốt. Chuyến đi đến biển trăng khô lần này mang đến đả kích khá lớn với hắn ta. Đầu tiên là bị Trần Hầu kia sỉ nhục, sau đó lại bị Cơ Vô Dạ trách mắng ngay trước mặt mọi người, suýt phải quỳ xuống. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Nhất, chênh lệch không cần nói cũng biết. Trước khi đến đây, hắn ta từng nghĩ sẽ trở nên nổi bật ở biển trăng khô này, nêu cao tên tuổi. Không ngờ hiện thực lại tàn khốc như thế, thậm chí ngay cả sát hạch tầng thứ 3 của cổ mộ tinh quân cũng không thể thông qua.
Không được, ít nhất ta cũng phải đến được vòng thứ tư. Sau khi thông qua hai đợt sát hạch trước, hắn ta không lấy được bảo bối gì trong mộ cung cả, không thể đến phí công được. Bên kia, Bạch Lê Hiên của Càn Vân Tông nhìn ba con rối đánh tới, nở nụ cười, lạnh nhạt nói, khá khó khăn, nhưng như thế này mà muốn làm khó ta là chuyện không thể nào. Trong nháy mắt, kiếm thế trên người hắn ta dâng cao, từng tia kiếm quang chém lên người con rối. Trong sự dao động của kiếm mang, không khí cũng gợn sóng tựa như nước, kiếm quang mênh mông, vô cùng chói mắt, tựa như những con sông lớn dao động qua lại, không ngừng va vào nhau. Vỡ! Sau 10 chiêu, Bạch Lê Hiên chợt quát một tiếng, một luồng thánh uy dâng trào từ trong người. Có lôi quang như biến thành thực thể ngưng tụ thành tử hỏa rực rỡ, biến thành kiếm thế mênh mông bao phủ lấy ba con rối này. Chỉ trong nháy mắt, ba con rối đã nổ tung, bị nghiền thành cát bụi. Lúc rất nhiều người còn đang căng thẳng tiến hành vòng sát hạch thứ ba, Lâm Nhất đã vơ vét một lượt ở tầng 3 mộ cung, bước thẳng lên tầng tiếp theo. Bắt đầu vòng sát hạch thứ tư, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là một đường vượt ải, đi thẳng đến mộ chính. Oanh! Bốn con rối người mặt bảo giáp, bước chân kỳ lạ, trong mơ hồ, khí thế của bọn chúng đều kết nối với nhau. Thương uy hào hùng kéo đến, tựa như một con rồng xuyên thủng hư không, mang theo tiếng gầm thét, chẳng mấy chốc du long đã to như một ngọn núi, muốn nuốt chửng lấy Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, đúng như hắn dự đoán, khi đạt đến bốn con rối, uy lực của trận pháp này đã mạnh hơn rất nhiều. Keng! Lâm Nhất chặn đòn tấn công này lại, chân dẫm xuống đất, tạo thành những vết nứt. Bốn đạo trường thương không ngừng mang đến áp lực, khiến khe nứt không ngừng lan ra. Chúng sinh phẫn nộ. Lâm Nhất chợt quát một tiếng, năm ngón tay trái nắm lại, khí lực toàn thân tăng mạnh kết hợp với chân nguyên đánh ra. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Lâm Nhất lùi lại hai bước, bốn con rối kia bị đấm lùi về sau. Khi bốn con rối tách ra, uy thế du long lập tức yếu đi rất nhiều. Vẫn có sơ hở. Vừa lùi lại hai bước, Lâm Nhất dùng cây thương trong tay quét ngang tạo cơn bão kiếm thế không cho bốn con rối này tập hợp. Keng keng keng. Nhân lúc này, hắn chủ động tấn công, trường thương như kiếm, chém một cách điên cuồng. Trong nháy mắt đã có vô số kiếm ảnh màu bạc xé rách không khí như xé vải, chém liên tục vào bảo giáp trên người con rối. Thiên Toái Vân. Sau khi tu vi thăng lên cảnh giới Dương Huyền, chân nguyên của Lâm Nhất đã tăng nhiều hơn nên có thể thi triển sát chiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Mũi tên đáng sợ của Thiên Toái Vân ngưng tụ thành lốc xoáy lao đi, cuốn cả bốn con rối vào. Trong lốc xoáy có kiếm ý bay tứ tung, kiếm quang sắc bén, ánh sáng bạc rực rỡ và chói mắt. Rắc, 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 rắc. Khi Thiên Toái Vân tan đi, bốn con rối đã không còn hoàn chỉnh nữa, những mảnh vỡ của các bộ phận nằm rải rác trên mặt đất. Vòng khảo hạch thứ tư, hoàn hảo thông qua. Đến khảo hạch tầng 5 chắc phải dùng một nửa thực lực, bại lộ thực lực lúc này hơi sớm. Để xem có vơ vét được bảo vật gì ở tầng 4 không, sau đó kết hợp với hoa hỏa ngục đột phá tu vi lên đến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập tia sáng. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ bảo Lâm Nhất điên rồi, hắn vừa mới thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền không lâu, sao có thể nghĩ tới việc đột phá lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, thật hoang đường. Nhưng Lâm Nhất vốn đã có hoa hỏa ngục trong tay, kết hợp với một số đan dược trong cổ mộ, đột phá cảnh giới Đại Thành không chỉ không có khả năng, ngược lại là hy vọng vô cùng lớn. Lúc trước hắn vừa luyện hóa nước huyền âm xong, căn cơ vững chắc như núi, không sợ tu vi tiến bộ quá nhanh. Nếu như có thể thăng lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, có lẽ khi gặp lại Cơ Vô Dạ sẽ cho đối phương một bất ngờ rất lớn. Vào lúc này, vòng khảo hạch thứ ba đã gần kết thúc. Ở biên giới Biển Trăng Khô có 200 người bị dịch chuyển ra ngoài. Sau khi chạm đất, ai cũng tỏ ra không cam lòng. Mục Trần. Đường Du tiền bối nhìn lướt qua đám đông thì thấy được Mục Trần với vẻ mặt chán nản. Cuối cùng hắn ta vẫn không thông qua vòng khảo hạch thứ ba. Một lát sau, hắn ta mới hoàn hồn, mặt mày xám xịt đi về. Lâm Nhất chưa ra ngoài à? Tiền bối Đường Du lại nhìn thêm vài lần, vẻ thắc mắc lập tức thoáng qua trong mắt.
thiếu niên thiên tài cảnh giới Dương Huyền Đại Thành Mục Trần của Thiên Kiếm Tông đã ra ngoài, thế mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất. Có khi nào hắn đã gặp bất trắc trên đường đến cổ mộ tinh quân không? Mục Trần khẽ thở dài, ta không dám nói là 9 tầng, nhưng hắn có thể thông qua ít nhất 8 vòng khảo hạch. Chuyện này, các trưởng lão thư viện Thiên Phủ, bao gồm tiền bối Đường Du đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Nhất có thể thông qua ít nhất 8 vòng khảo hạch, lẽ nào hắn có năng lực so sánh với nhân tài bảng Long Vân? Không đúng, ngay cả nhân tài bảng Long Vân bình thường chỉ sợ cũng không có bản lĩnh này. Nhìn biểu cảm của Đường Du và các trưởng lão khác, Mục Trần khàn giọng hỏi, chẳng lẽ các tiền bối vẫn chưa biết biển trăng khô đã xảy ra chuyện gì ạ? Thấy mọi người lắc đầu, Mục Trần lại do dự. Hồi lâu sau hắn ta mới nói tiếp, Lâm Nhất đã luyện hóa nước huyền âm, thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành trong biển trăng khô, hơn nữa còn lộ ra kiếm ý tiên thiên đại thành. Cái trước còn được, dù sao Lâm Nhất đã có tu vi khá thâm hậu trước khi vào biển trăng khô, đột phá cảnh giới Dương Huyền chỉ là chuyện sớm muộn, có nước huyền âm chỉ như dệt hoa trên gấm. Nhưng cái sau lại thật đáng kinh ngạc, kiếm ý tiên thiên đại thành. Trong thế hệ trẻ ở cổ vực Nam Hoa, số người có thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành chỉ đếm được bằng một bàn tay. Có điều, tiền bối Đường Du suy tư, dù cho nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành thì thực lực của Lâm Nhất vẫn còn hơi yếu, không dễ thông qua 8 vòng khảo hạch mới đúng. Ông ta nhìn thẳng vào Mục Trần bằng ánh mắt sáng như đuốc, nhạy bén phát hiện đối phương còn có lời chưa nói. Mục Trần cười khổ, tiền bối Đường Du, Lâm Nhất còn giết Lãnh Hạo Vũ. Lãnh Hạo Vũ hợp lực với Lâm Chí Viễn để hãm hại Mạc Linh sư tỷ, kết quả Lâm Nhất chạy đến lấy một địch hai, Lãnh Hạo Vũ chết thảm ngay tại chỗ, Lâm Chí Viễn may mắn chạy thoát. Thật ư? Tiền bối Đường Du lập tức giật mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Mục Trần cười, sao ta dám nói bừa trước mặt tiền bối chứ, chưa kể tiếp đó còn có chuyện đáng kinh ngạc hơn, hắn đã đỡ một trưởng của Cơ Vô Dạ trước mặt mọi người mà không bị thương chút nào. Nói xong, hắn ta kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện. Tất cả trưởng lão thư viện Thiên Phủ, kể cả tiền bối Đường Du đều tỏ ra kinh ngạc. Một lúc lâu sau, tiền bối Đường Du cau mày, Lâm Nhất có thực lực như thế, tuy rằng đáng ăn mừng, nhưng Lầu Huyết Phú chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn Cơ Vô Dạ nữa, hắn ta có thù tất báo, đợi sau khi hắn ra ngoài chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc này lại có trưởng lão ngạc nhiên lên tiếng. Lạ thật, hình như Liễu Vân Yên cũng chưa ra ngoài. Chẳng lẽ với thực lực của nàng ta cũng có thể thông qua vòng khảo hạch thứ ba? Nói không chừng. Mục Trần tiếp lời, vòng khảo hạch thứ ba chủ yếu là trận pháp do ba con rối tạo thành. Nếu trình độ linh văn của nàng ta đủ cao sẽ tìm ra được sơ hở, mặc dù những con rối kia có cảnh giới rất cao nhưng lại cứng nhắc, khả năng cao sẽ thắng được chúng. Nhưng vòng khảo hạch thứ tư chắc sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Trong một căn phòng nào đó của vòng khảo hạch thứ 5, cổ mộ tinh quân. Kiếm quang phát ra như mây trắng vạn dặm, bay múa như bông tuyết giữa những đám mây mênh mông. Một bóng người nhẹ nhàng đang dùng kiếm thế áp chế 5 con rối ngân giáp, kiếm quang và thương nhận va chạm nhau thỉnh thoảng lóe lên đốm lửa sắc bén. 5 con rối ngân giáp phối hợp với nhau trông như một con du long ngân quang. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng. Chân nguyên dao động mãnh liệt như một con du long đang đọ sức giữa biển rộng. Nhưng uy thế này vẫn bị thanh niên áo lam áp chế bằng thanh kiếm trong tay. Dù cho con ác long này gầm thét thế nào cũng chỉ có thể bay lượn trước luồng kiếm thế mênh mông, không thể dấy nên sóng gió quá lớn. Bùm! Lại một nhát kiếm quét ngang bầu trời, 5 con rối gỗ ngân giáp bị đánh nát ngay trước mặt hắn. Thực lực của thanh niên áo lam mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Trong biển trăng khô, người có thể có kiếm thế khủng khiếp như thế, hiển nhiên ngoài Lâm Nhất ra chỉ có Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông. Cùng lúc đó, bôn lôi thủ Quách Húc xếp hạng 78 trên bảng Long Vân cũng đã thông qua vòng khảo hạch thứ 5. Chẳng qua so với Tạ Vân Kiều nhẹ nhàng, hắn ta có vẻ chật vật hơn, tuy chỉ bị thương nhẹ. Nhưng những vết xước do trường thương cứa trên người hắn ta cũng có phần sắc bén. Không ngờ lại bị thương, mình phải vơ vét tầng 5 mộ cung một phen mới được, nếu không sẽ lỗ to. Quách Húc liếm bờ môi khô khốc, trong mắt bắn ra tia sắc bén,
hắn ta bước lên tầng 5 mộ cung. Các vòng khảo hạch trong mộ cung càng về sau càng khó. Nhưng đối với các cao thủ chân chính như Cơ Vô Dạ, Diêm Không, Tần An, Bùi Nhạc thì vẫn nhẹ nhàng như thường, họ mạnh mẽ thông quan, tiến thẳng lên tầng 9. Khi họ thông qua vòng 5, đám người Trương Viễn vẫn còn đang giãy giụa trong vòng khảo hạch thứ 4. Họ đang cố gắng hết sức để thông qua khảo hạch. Về phần Lâm Nhất, hắn đã thông qua vòng khảo hạch thứ 5 từ rất sớm, sau khi vơ vét tầng 5 mộ cung, hắn đang chuẩn bị đột phá cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Trong một căn phòng bí mật yên tĩnh trên tầng 5, hoa hỏa ngục phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Cánh hoa long lanh trong suốt, mịn màng như ngọc, hơi nóng phả ra từ trên cánh hoa, có thể nhìn thấy mơ hồ một con sông như ẩn như hiện bên trong hoa hỏa ngục, bên dưới con sông có những điểm phát sáng như vì sao. Đó là tinh hoa chân chính của hoa hỏa ngục, một năng lượng vô cùng lớn và đáng sợ. Lúc này trong căn phòng đá, linh khí thiên địa ẩn chứa trong hoa hỏa ngục tỏa hơi nóng rực bá đạo. Tóm! Hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ đã rất sốt ruột, hoàn toàn không thể chịu được cám dỗ này. Kể từ khi thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền, Lâm Nhất đã không thể chống lại sức hấp dẫn của hoa hỏa ngục. Hắn đã lấy được đóa hoa này vào 2 tháng trước. Nhưng vì lời khuyên của Mặc Linh, trước khi đột phá cảnh giới Dương Huyền, hắn vẫn luôn chịu đựng cám dỗ này, không luyện hóa hoàn toàn. Cho đến khi vào biển trăng khô, hắn mới thận trọng hái một cánh hoa. Chỉ một cánh hoa đã mang lại lợi ích lớn lao, giúp Tu Vi đứng vững ở cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong. Sau 2 tháng nhẫn nại khổ cực, cuối cùng cũng đã đến lúc luyện hóa hoàn toàn nó. Ngoài ra Lâm Nhất còn tìm được một viên đan hỏa vân khá quý hiếm trong tầng 5 mộ cung. Khi tìm được đan dược, Lâm Nhất đã ngừng khám phá tầng 5 mộ cung, dù cho vẫn còn rất nhiều mật thất chưa khám phá. Hắn vẫn quyết đoán dừng chân lại. Bởi vì hắn định đột phá cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất lấy đan hỏa vân ăn vào, sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển tử diên kiếm quyết, dùng kiếm kình luyện hóa hoa hỏa ngục trước mặt. Bùm, bùm, bùm. Đan dược và hoa hỏa ngục dung hợp với nhau rồi lan ra khắp cơ thể Lâm Nhất như dòng sông cuồn cuộn, phát ra tiếng nổ rung trời. Cơ thể lập tức chịu một áp lực không gì sánh nổi, như thể sắp nổ tung. Nếu không nhờ có nước huyền âm trước đó đã thanh lọc cơ thể Lâm Nhất một lần, giúp hắn thoát thai đổi cốt. E rằng hắn sẽ không chịu được áp lực này. Dù vậy, toàn thân Lâm Nhất vẫn vô cùng khó chịu, mồ hôi nhễ nhại trên trán, lúc này khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không còn một giọt máu, lục phủ ngũ tạng đảo lộn như rời sông lấp biển. Nhưng sau khi áp lực qua đi, đại dương màu bạc ở vùng tử phủ của Lâm Nhất như nhặt được chí bảo. Ầm ầm. Vùng tử phủ ngưng tụ từ dịch thể chân nguyên nổi sóng lớn, khi sóng vỗ lên cao, tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng trong cơ thể Lâm Nhất. Tu vi của hắn tăng vọt với tốc độ cực kỳ đáng sợ, đồng thời còn biến đổi về chất. Có thể thấy được khi ngọn lửa biến ra từ hoa hỏa ngục rơi xuống, bên trong vùng tử phủ màu bạc dần xuất hiện một tia sáng vàng rực rỡ, khá là chói mắt. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng mừng rỡ, với tiến độ này, hắn rất có thể sẽ đột phá cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Thời gian dần trôi qua, khi hoa hỏa ngục và đan hỏa vân được luyện hóa, ánh sáng bạc bao phủ toàn thân Lâm Nhất càng thêm rực rỡ. Hắn ngồi khoanh chân, chân nguyên dao động, khí huyết sôi trào như sông dài biển rộng. Trong con sóng mãnh liệt, bộ quần áo xanh của hắn bay phất phới, tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn tú đầy góc cạnh. Khi hoa hỏa ngục được luyện hóa hoàn toàn, khí tức của Lâm Nhất tăng vọt, trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong ánh sáng bạc rực rỡ xen lẫn rất nhiều tia sáng vàng, tựa như những tia kiếm quang ngưng tụ từ Ngọc Côn Luân. Ở vùng tử phủ, hoa tử diên ở trung tâm hồ nước bạc lần lượt nở rộ. Nếu như đếm kỹ, số cánh hoa đã đạt tới con số 84 cánh đáng kinh ngạc, tử diên kiếm quyết lại trở nên mạnh hơn. Hai mắt mở ra. Một tia kiếm quang sắc bén bắn ra từ sâu trong mắt, đâm xuyên qua cả hư không. Dưới sự hỗ trợ của 84 cánh hoa tử diên, kiếm uy trên người Lâm Nhất đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có. Chỉ tiếc là Tu Vi đã dừng tại cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành đỉnh phong, không thể chân chính đột phá cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nhưng Lâm Nhất cũng không nóng vội, kể từ cảnh giới tử phủ, càng lên cao Tu Vi sẽ càng khó thăng cấp.
tuy rằng lúc này chưa thăng lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa. Chỉ cần gặp được kỳ ngộ nhất định sẽ nước chảy thành sông, thuận lợi lên cấp. Thăng cấp từ từ thế này sẽ vững chắc hơn rất nhiều so với gắng gượng đột phá. Rất khó để đoán được giữa cái được và mất. Hơn nữa, khi luyện hóa hoa hỏa ngục và đan hỏa vân, thực lực của hắn quả thật đã mạnh lên rất nhiều. Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân đột nhiên bay lên đấm một quyền vào không khí. Keng! Tiếng kiếm reo vang lên, dư âm quanh quẩn như đang tấu một khúc hành quân cổ xưa. Trước sự chèn ép của kiếm uy, không khí gợn lên những làn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả căn phòng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Lâm Nhất chậm rãi hạ xuống, trong mắt lập lòe tia sáng, hắn lại đấm một quyền vào vách tường phía trước. Một quyền này thi triển cả tử diên kiếm quyết, vùng tử phủ lập tức có 84 tia kiếm quang tập trung vào tay phải. Bùm! Khi quyền mang nổ tung, bức tường mật thất sụp đổ ầm ầm, vỡ tan thành từng mảnh. Sức bùng nổ đáng sợ như thế, có thể thấy được lúc này sức bùng nổ của Lâm Nhất mạnh đến mức nào. Trong tình huống không thể dùng võ kỹ, một quyền toàn lực chắc có thể nhẹ nhàng đấm chết một võ giả cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nếu có kiếm táng hoa trong tay, dùng kiếm giết địch, có lẽ nhân tài cảnh giới Dương Huyền viên mãn cũng chưa chắc có thể đỡ được ba chiêu của mình. Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng xẹt qua, nếu như gặp lại Lãnh Hạo Vũ, hắn chắc chắn chỉ cần ba nhát kiếm. Tuy vẫn còn cách Cơ Vô Dạ một khoảng lớn, nhưng không đến mức bị động như trước, phải cần lấy ra hết át chủ bài mới có thể đánh một trận. Tầng 5 mộ cung vẫn chưa khám phá hết, để xem còn thứ gì khác không. Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau khi luyện hóa hoa hỏa ngục và đan hỏa vân, Lâm Nhất nhanh chóng đi ra ngoài, đáng tiếc là những căn phòng đá khác trong tầng 5 mộ cung đều đã bị cướp sạch. Những người khác đã thừa lúc Lâm Nhất tu luyện tìm kiếm qua một lần. Xem ra vòng khảo hạch thứ 5 này vẫn có không ít người thông qua, chắc là vào vòng khảo hạch thứ 6 mới có thể giảm bớt. Lâm Nhất lẩm bẩm, không cảm thấy đáng tiếc quá mức. Càng về sau, dị bảo trong mộ cung sẽ càng quý hiếm, hắn vẫn còn cơ hội. Lâm Nhất không do dự nữa, đi thẳng lên tầng 6 mộ cung để bắt đầu vòng khảo hạch thứ 6. Vòng khảo hạch thứ 6 phải đối mặt với 6 con rối ngân giáp, có thể thấy rõ so với vòng trước, trận du long do 6 con rối tạo thành đã hoàn chỉnh hơn gấp đôi. Nhưng đối với Lâm Nhất tu vi đã tiến bộ, việc ứng phó cũng khá nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, trường thương trong tay hắn lần lượt đâm nát 6 con rối. Cùng lúc đó, các yêu nghiệt chân chính trên bảng Long Vân cũng lần lượt thông qua vòng khảo hạch này. Nguy hiểm thật! May mà mình đã có chút thu hoạch ở tầng 5 mộ cung, nếu không sẽ không qua nổi vòng khảo hạch thứ 6 này. Quách Húc hạng 78 trên bảng Long Vân nhếch miệng cười, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập khao khát. Hắn ta đã thu hoạch được rất nhiều ở tầng 5 mộ cung nên rất mong chờ vào tầng 6. Có thể thấy thực lực của hắn ta đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới gặp Lâm Nhất, sâu trong mắt có tia điện lập lòe, ẩn chứa năng lượng thuộc tính lôi cực kỳ đáng sợ. Ở nơi khác, trong đôi mắt lạnh băng của Cơ Vô Dạ của Huyết Sát Môn có tia sáng âm u lướt qua, hắn ta lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng đến tầng 6, dì bảo tinh quân thượng cổ đừng làm ta thất vọng quá. Cơ Vô Dạ thậm chí còn không thèm đi xem 5 tầng đầu của mộ cung, hắn ta liên tục thông quan, đến tầng 6 mới cảm thấy có chút hứng thú. Cũng giống với hắn ta, 4 người thuộc 10 vị trí đầu bảng ngoài gồm Tạ Vân Kiều, Diêm Không, Tần An và Bùi Nhạc đều không dừng chân ở 5 tầng đầu tiên. Chỉ khi lên tầng 6 mới dừng lại. Nhiều nhân tài kiệt xuất dừng lại ở tầng 6 cùng lúc, dù cho mộ cung rộng lớn đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ có người gặp nhau, không thể tránh khỏi việc ra tay đánh nhau. Khi những yêu nghiệt bảng Long Vân này lần lượt lên đến tầng 6 mộ cung, đa số các đệ tử tông môn khác giãy giụa ở vòng 4 đều bị loại không chút thương tiếc. Ở biên giới biển Trăng Khô lập tức xuất hiện thêm rất nhiều người. Lúc này, sự chênh lệch giữa những người may mắn thông qua khảo hạch với các nhân tài kiệt xuất hàng đầu càng lúc càng lớn, chắc chắn không thể đuổi kịp. 3 vòng đầu tiên đã loại gần một nửa nhân số. Sau vòng 4, số người còn ở lại trong cổ mộ tinh quân chưa đầy 100. Còn số người thông qua vòng khảo hạch thứ 5 chỉ có khoảng mấy chục người.
Điều này đã tạo thành chênh lệch rõ ràng so với cảnh tượng hơn 1.000 người ùn ùn bay về phía cổ mộ tinh quân. Không lâu sau, Trương Viễn và Mạc Linh cũng lần lượt bị loại. Hai người có thực lực ngang nhau, đều bị loại ở vòng khảo hạch thứ 5, nhưng cả hai trông rất bình tĩnh. Có thể thông qua 4 vòng, họ đều đã thu hoạch được khá nhiều trong cổ mộ tinh quân, chuyến đi này coi như không tệ. Lâm Nhất vẫn chưa ra ngoài. Trương Viễn nhìn lướt qua thì không thấy Lâm Nhất, bèn nói với Mạc Linh. Mạc Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi sâu trong biển trăng khô, không có gì bất ngờ, hiện tại Lâm Nhất cũng đã thông qua vòng khảo hạch thứ 6. Vòng 6. Trương Viễn thở dài, trong giọng điệu khó giấu được sự thất vọng. Trong lúc vô hình hắn ta và Lâm Nhất đã đổi vai cho nhau, đối phương đã bỏ xa hắn ta đến mức không thể nhìn thấy bóng lưng. Lúc trước hắn ta còn muốn thể hiện thực lực trước mặt hắn và dẫn hắn đến Thiên Kiếm Tông, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật buồn cười. Trong tầng 6 cổ mộ tinh quân, Lâm Nhất đi loanh quanh, xác định mình thuộc nhóm người đầu tiên. Không đến mức như tầng 5, vừa định thăm dò thì phát hiện bảo bối đã sớm bị vơ vét sạch. Ông! Đột nhiên, phía trước truyền đến một luồng chấn động yếu ớt, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn lóe lên tia khác thường. Chấn động này cực yếu, nhưng một khi bị phát hiện, nó hệt như tia lửa trong đêm tối lập lòe, khiến Lâm Nhất không cách nào bỏ qua được. Đi xem thử rốt cuộc là vật gì. Lâm Nhất hít sâu một hơi, mắt hắn lóe sáng, hành động cực kỳ cẩn thận. Cũng giống như hắn, chắc chắn các đệ tử tông môn có thể thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm để đến được tầng thứ 6 đều là yêu nghiệt. Mỗi một người có kỳ ngộ của riêng mình, thực lực tất nhiên không kém. Nếu bị kẻ khác ra tay đánh lén thì dù có át chủ bài nhiều hơn nữa, e rằng hắn cũng sẽ lật thuyền trong mương. Càng đến gần, luồng khí tức yếu ớt kia càng lộ rõ, không bao lâu sau, Lâm Nhất đã đi đến một cái sảnh u tối. Trên trần có treo một cái đèn thủy tinh màu tím, phát ra ánh sáng mờ ảo. Dưới ánh đèn là một cái cột đá cổ xưa. Lơ lửng bên trên cột đó là một miếng ngọc giản màu trắng, bên ngoài được bao phủ bởi tia sét màu tím. Tia sét kinh khủng chớp động, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Sâu bên trong tia sét có thể thấy được bóng một con rồng đen mờ ảo, nó đang lượn quanh ngọc giản. Con rồng kia tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, trong sảnh tối càng có tác dụng đầu độc lòng người, mang đến cảm giác rất quái đản. Đây là một bộ công pháp thượng cổ mang thuộc tính lôi, với khí tức bực này thì ít nhất là công pháp cấp địa. Công pháp thượng cổ cấp địa ư? Tim Lâm Nhất đập lỗi một nhịp, cái này có hơi giá trị rồi đấy. Công pháp từ thời Hoàng Kim Thịnh Thế vốn rất quý hiếm, dù là công pháp cấp linh bình thường thì đặt ở hiện tại cũng đã có giá trị liên thành. Nếu hắn đoán không lầm thì đây có thể là một môn công pháp có liên quan đến thân thể. Lâm Nhất đưa ra suy đoán, bởi vì sau khi nhìn thấy công pháp này, lực lượng long tượng trong cơ thể hắn đã bắt đầu dục dịch, có vẻ như rất sợ. Nếu bởi môn công pháp này thì, là thứ gì có thể khiến hung thú thượng cổ như long tượng phải khiếp sợ? Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, trong sảnh tối yên tĩnh bỗng xuất hiện quyền mang khủng bố. Quyền kia như núi cao sừng sững, ẩn chứa uy áp lớn lao, nhưng bởi thủ pháp cực kỳ khéo léo của người đến mà nó không hề gây ra một chút chấn động nào. Đến khi sắp tiếp cận Lâm Nhất, nó mới bộc lộ sự sắc bén và lôi uy sáng chói. Lâm Nhất giật nảy mình, không chút do dự tháo thanh trường thương cổ kia xuống, xoay người đâm một nhát. Dưới sự phụ trợ của 40 cánh hoa tử diên, tia sáng bạc trên mũi thương lập tức bộc phát. Lộ ra kiếm uy sắc bén và ác liệt, chọc thủng quyền mang đang lao đến một cách dứt khoát. Khoảnh khắc quyền mang nổ tung, sảnh tối bừng sáng, Lâm Nhất nhanh chóng nhìn thấy rõ người đến. Bôn Lôi Thủ, Quách Húc. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, sau đó trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, trong cổ mộ tinh quân không thể có một chút lơ là, vừa rồi, một quyền kia đến trong thinh lặng, lại mang uy lực cực lớn. Nếu hắn không có kiếm ý nhạy cảm, sớm phát giác có vấn đề thì e là hậu quả khó lường. Và nếu không bởi tu vi tăng mạnh, đánh ra một kia nhanh như chớp xé rách quyền mang thì dù có sớm phát giác e là cũng bị thương không nhẹ, rất là phiền toái. Nhìn thấy Lâm Nhất quay người lại, Quách Húc cũng lộ vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc,
tia sáng trong mắt hắn ta càng thêm sắc bén và dữ tợn, hắn ta lạnh lùng nói, lại là tên nhóc nhà ngươi, ngươi định tranh giành công pháp thượng cổ này với ta à? Quách Húc có thể cảm nhận được công pháp đang lơ lửng trên cột đá kia rất tuyệt diệu. Bản thân hắn ta tu luyện công pháp thuộc tính lôi, nếu có thể dung hợp với môn công pháp thần bí kia thì sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là người thường, kể cả có là Lâm Nhất thì đoạt được ngọc giản cũng không cách nào tu luyện được. Nhưng với hắn lại khác, một khi có được, e là sẽ lập tức tu luyện. Dựa vào nội tình công pháp thuộc tính lôi của bản thân, thậm chí trong vòng 2 canh giờ, hắn có thể tu luyện đến tầng 1. Khi đó, thực lực ắt sẽ tăng vọt. Chưa hẳn không có cơ hội đấu một trận với cơ vô giả tại tầng 9 mộ cung. Vì sao lại không tranh giành? Chẳng lẽ tặng không cho ngươi à? Da mặt của ngươi tuy dày, nhưng lại không trắng chút nào. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia đùa cợt, hắn thản nhiên nói. Tên này. Trong mắt Quét Húc phụt qua tia sáng lạnh, trước đó, khi tranh giành nước huyền âm trong nội cung, hắn ta còn không xem đối phương ra gì. Nào ngờ. Tên nhóc này lại tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại gặp mặt, tên này đã không còn để hắn ta vào mắt rồi. Tên nhóc kia, chẳng lẽ người nghĩ đỡ được một trưởng của cơ vô dạ là có thể xem thường tất cả những nhân tài kiệt xuất trong bảng Long Vân hả? Không ngại nói thật với ngươi, cơ vô dạ đánh ra một trưởng kia vốn không dùng toàn lực, đừng nói một trưởng, dù là ba trưởng thì ta cũng có thể dễ dàng tiếp được. Trong lúc nói chuyện, Quách Húc âm thầm tích xúc chân nguyên. Tia sét trong cơ thể bắt đầu khởi động, chuẩn bị cho thế công ngập trời. Hắn ta lạnh lùng nói, ta có thể chia cho ngươi nước huyền âm, nhưng công pháp thượng cổ này thì ngươi nên từ bỏ đi. Bỗng nhiên, hắn ta chợt nghĩ ra điều gì đó, liếc thấy hộp đựng kiếm phía sau Lâm Nhất, Quách Húc nhếch miệng cười khoái trá, nói với vẻ âm trầm, tuy không biết vì lý do gì, nhưng theo như những gì đã thấy ở địa cung trước đó, ngươi không thể dùng kiếm trong hộp. Hiện tại còn phải dùng thương thay kiếm. Phải chăng ngươi không cách nào sử dụng kiếm? Bị đối phương nhìn ra mánh khóe, Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, cảm xúc không hề dao động, lại còn thản nhiên nói, 4 năm trước, có lẽ ngươi là rồng trong biển người. Nhưng 4 năm sau, bảng Long Vân đã sớm thay đổi. Nực cười thay, ngươi lại không hay biết gì cả. Cái tên này, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Bị hắn ta nhìn ra sơ hở, nhưng tên thiếu niên trước mặt lại chẳng chút bối rối. Ngược lại còn nói một đống thứ khiến Quách Húc cảm thấy hồ đồ và đầy nghi hoặc. Ta muốn nói gì ư? Lâm Nhất nhíu mày, lạnh lùng nói, Lâm Mỗ muốn giết ngươi, không cần dùng đến kiếm. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng Lâm Nhất lại chẳng chút e sợ, lúc trước, hắn đã không kiêng kỵ đối phương, hiện tại tu vi tăng mạnh, hắn lại càng không kiêng kỵ. Thậm chí, ngay cả kiếm ý tiên thiên viên mãn cũng không cần sử dụng, chỉ dùng kiếm ý đại thành là đủ. Ngông cuồng. Quách Húc tức giận không thôi, dồn sức tung ra một quyền. Hắn ta đã âm thầm tích xúc một quyền này từ lâu, đến khi năm ngón tay nắm chặt lại thì lập tức bùng nổ. Tia sét chạy khắp toàn thân hắn ta, khiến cung điện to lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Quyền mang cực lớn được ngưng tụ từ chân nguyên thuộc tính lôi thuần túy hệt như một con thú lôi khổng lồ đang phẫn nộ nhào về phía Lâm Nhất. Phá! Nhưng con thú lôi khủng bố kia còn chưa kịp há miệng gào thét thì đã bị kiếm ý tiên thiên đại thành của Lâm Nhất tìm được sơ hở một cách dễ dàng. Dưới sự thôi thúc của Tử Diên kiếm quyết, 84 cánh hoa từ từ chuyển động, khi những cách hoa va vào nhau, kiếm âm vang lên từng hồi trong cơ thể Lâm Nhất. Kiếm âm như tiếng sấm, nổ bên tai không dứt, trường thương đâm ra hệt như tia chớp lao về phía quyền mang. Âm. Thoáng chốc. Một quyền do Quách Húc xúc thế từ lâu bị nghiền nát một cách dễ dàng, lôi quang mênh mông chợt tan thành mây khói. Ta nói rồi, giết ngươi không cần phải dùng đến kiếm. Khoảnh khắc tia sét tiêu tán, tia sáng bạc trên mũi thương nổ tung, bóng dáng lạnh lùng của Lâm Nhất không ngừng phóng đại trong tầm mắt Quách Húc. Nhất là khí lạnh phát ra từ mũi thương, nó sắc bén và ác liệt hệt như kiếm, dường như có thể đâm xuyên linh hồn của Quách Húc. Sắc mặt Lâm Nhất lập tức thay đổi, hắn điên cuồng lui về sau. Lại một thương nữa. Một thương trước đó đã phá vỡ ám chiêu của hắn ta, giờ lại thêm một thương nữa, trực tiếp phá vỡ bôn lôi quyền mà hắn ta đã vận sức chờ phát động. Trong tay không có kiếm, nhưng một Lâm Nhất dùng thương thay kiếm dường như còn khó đối phó hơn.
Sắc mặt Quách Húc lộ rõ sự kinh ngạc, hắn ta không có thời gian suy ngẫm, vội vã lui ra xa. Tuy rằng động tác của hắn ta đã đủ nhanh, nhưng dư chấn khi mũi thương nổ tung vẫn hung hăng đánh lên người Quách Húc. Rầm. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta lại tiếp tục lui thêm vài bước nữa mới miễn cưỡng dừng lại được. Tuy không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng rõ ràng là trong trận chiến vừa rồi, hắn ta đã ở thế yếu. Sắc mặt Quách Húc rất khó coi. Môn liên thủ Quách Húc chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lâm Nhất không vội đuổi theo, hắn dùng tay trái nắm chặt trường thương, chìa về phía đối phương và thản nhiên nói. Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ chiều lòng ngươi. Đối phương lại lần nữa nhục nhã khiến Quách Húc hoàn toàn nổi giận, hắn ta không ôm tâm lý may mắn, mà phóng thích toàn bộ thực lực của cao thủ cảnh giới Dương Huyền đỉnh phong viên mãn. Chạm! Quách Húc gầm lên một tiếng giận dữ, rồi đột nhiên, toàn thân hắn ta ngưng tụ ra tia sét lửa quái dị, kế đó, dùng trưởng làm đao hung hăng chém xuống. Bỗng chốc, cuồng phong nổi lên, trong sảnh văng vẳng tiếng sấm rền. Tia sét quái đản phủ xuống khiến cả sảnh bao trùm bởi một thứ ánh sáng màu tím âm u và lạnh giá. Dưới ánh sáng tím, Quách Húc dồn toàn bộ tia lửa điện ngưng tụ khắp toàn thân vào cổ tay, chạm xuống với tốc độ tia chớp. Rắc! Âm thanh sàn nhà vỡ nát vang lên, Lâm Nhất dựng trường thương sang một bên, năm ngón tay siết chặt thành quyền, vung lên đón đỡ. Một lực tương đương 30 đỉnh ngưng tụ, thánh âm xuất hiện. Tiếng nổ mạnh vang lên không ngớt, cứ như đang tấu một khúc chiến ca cổ xưa trong sảnh lớn. Rầm. Quyền mang nghênh tiếp trưởng đao, phát ra tiếng nổ kinh thiên, tia lửa điện bay tán loạn. Nhưng lúc này, ở giữa không trung, Quách Húc lật tay đẩy mạnh, những tia lửa điện đang bay loạn kia lập tức tương tụ thành vô số thanh đoản mâu, hùng hổ lao xuống. Lâm Nhất rơi xuống đất, bình tĩnh bước lên trước một bước. Giống. Lực lượng long tượng cổ xưa bộc phát, ánh sáng tím bao phủ khắp người hắn, hình thành chiến giáp tử kim. Thoạt nhìn, chiến giáp kia dường như được chế tạo từ một loại kim loại tím, in dấu linh hồn long tượng cổ, có khả năng phòng ngự tương đương bảo giáp trung phẩm. Keng, 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 keng. Đoàn mâu bắn vào người hắn, có tiếng kim loạt đứt gãy vang lên liên miên không dứt. Lửa tím thiêu đốt đầy trời, đối mặt với thế công kinh hoàng kia. Nhờ có chiến giáp long tượng nên Lâm Nhất không bị thương một chút nào. Lực lượng long tượng. Quách Húc nhíu mày, trong mắt lóe lên tia tức giận, tên nhóc này đúng là lắm trò thật. Không có kiếm trong tay mà thân thể đã khủng bố đến mức đó, không chỉ sức mạnh đạt đến 30 đỉnh, mà còn nắm giữ bí thuật cô đọng chiến giáp, lại còn có gan ra tay với hắn ta, kẻ này nhất định phải chết. Bôn lôi quyền, tử lôi chấn thiên. Quách Húc quát to một tiếng, tia sét trong cơ thể kích động, tu vi Dương Huyền viên mãn bày ra một mặt cực kỳ sắc bén và ác liệt. Một quyền đánh ra tràn ngập tia lửa điện, như một con mãng xà dữ tợn dùng xu thế dung trời hòng chôn vùi Lâm Nhất. Chúng sinh phẫn nộ, oán thiên bất công. Nhưng mãng xà sét còn chưa hoàn toàn rơi xuống thì sát ý trên người Lâm Nhất đã tăng vọt, hắn tung ra hai đấm, đánh cho con mãng xà khổng lồ ngưng tụ từ tia sét kia chia năm xẻ bảy. Tử điện long chảo. Quách Húc lại quát to một tiếng, biến quyền thành chảo, từ giữa không trung hung hăng chộp về phía Lâm Nhất. Ầm ầm. Những tia lửa điện bị đánh tản ra kia lập tức ngưng tụ thành một cái vuốt rồng khổng lồ, xé rách chiến giáp long tượng của Lâm Nhất. Xoẹt xoẹt. Chiến giáp cô đọng thành thực chất kia xuất hiện năm vết cào dữ tợn trước ngực, có máu tươi rỉ ra. Rõ ràng là khí tức thô bạo của chiến giáp long tượng đã yếu đi rất nhiều, một chảo này rất là ác liệt. Sau một kích đắc thủ, Quách Húc nhếch mép cười khẩy và quát lên đây giận dữ, bôn lôi giận dữ, thường tù long. Lâm Nhất vừa bị một chảo kia bức lui, còn chưa kịp đứng vững thì những tia lửa điện rơi lả tả trên mặt đất đã nhanh chóng lan tràn, lửa điện chằng chịt hệt như dây leo, bắt đầu điên cuồng sinh trường, phút chốc đã bao quanh Lâm Nhất, trói chặt lấy hắn. Phút chốc, xiềng xích sấm sét đã lan ra khắp mọi nơi, hoàn toàn chôn vùi Lâm Nhất. Quách Húc thở dốc, chiều này trước khi hắn ta giao đấu đã bắt đầu bày trận rồi, sức tiêu hao vô cùng mạnh. Thực sự coi bôn lôi thủ Quách Húc ta đây chỉ được cái hư danh hạng 78 của bảng Long Vân à. Trong đáy mắt hắn ta lộ vẻ dữ tợn, Quách Húc vung một quyền nện về phía Lâm Nhất đã bị lôi hỏa nuốt chừng.
đối phương đang trong tình huống bị lôi hỏa quật tới tấp, lẽ đương nhiên sẽ bị một quyền này của hắn ta đấm cho nát người. Nhưng quyền mang của hắn ta còn chưa kịp áp sát, vô số sợi xích sét như những dây leo lập tức bị đánh nát tan tành. Bóng dáng Lâm Nhất xuất hiện, chiến giáp trên người bị đánh tan, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Không chết, tên nhóc này nhà ngươi đúng là khó dây dưa, nhưng muốn so tài với ta, hôm nay ngươi buộc phải chết. Sắc mặt Quách Húc xa sầm, quyền mang siết chặt trong tay lập tức lại lóe lên ánh chớp. Om sòm. Lâm Nhất bỗng vươn mạnh tay sang tóm lấy thanh trường thương dựng bên cạnh người, thần sắc trong đáy mắt thình lình thay đổi, chứa đầy phong mang sắc bén vô cùng. Kiếm thế huy hoàng trên người hắn tựa như một vầng trăng lửa, ánh sáng bạc lấp lánh chói mắt. Ánh sáng hạo nguyệt. Quách Húc ở giữa không trung hầu như không kịp tránh đi đã bị ánh trăng mênh mông này phủ kín. Kiếm phân song nguyệt. Lâm Nhất nghiêng người quét một vòng, lấy thương làm kiếm, kiếm thế huy hoàng như mây tản ra, một vầng trăng trên trời một vầng trăng dưới nước. Hai vầng trăng đối diện nhau cùng soi sáng, trường thương trong tay đâm ra vô số kiếm ảnh, khiến cho lôi hỏa mù mịt trên người đối phương giống như bị một cơn mưa bão gột rửa, trôi sạch, quang mang không ngừng yếu đi. Phụt. Sau khi đáp đất, Quách Húc nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bôn Lôi giận dữ, ta có một kiếm, cũng như Bôn Lôi, mời các hạ thử lĩnh giáo. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, kiếm ý khắp toàn thân bùng lên, cánh tay vung lên, trường thương trong tay xoay tròn trên đỉnh đầu, trong lúc xoay tròn có kiếm ý hóa thành tiếng sấm rền vang vọng khắp bên trong đại điện. Lấy gậy ông đập lưng ông. Cùng là thế Bôn Lôi, nhưng kiếm này của Lâm Nhất lại càng oai nghiêm hào hùng, bá đạo vô song. Giây phút khi trường thương trong tay đâm qua, một luồng điện quang lập tức bùng lên khiến cả căn đại điện mở tối sáng bừng, soi rọi đến từng ngóc ngách. Rắc. Quách Húc không kịp đứng dậy đã bị một kiếm này đâm xuyên qua ngực, máu tươi nơi khóe miệng không ngừng trào ra. Chưa chết. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh mà không hề cảm thấy bất ngờ, đối phương dù gì cũng có chút bản lĩnh thực sự. Đầu mày khẽ nhướn, thanh trường thương trong tay tựa như rồng xanh vượt biển. Nhào người bay lên trời. Lại là một thương nữa đâm mạnh qua, hai tay Quách Húc bắt chéo trước người cứ thế chặn lại đòn tấn công. Lâm Nhất cũng không hề kém cạnh, chân hắn không hề di chuyển, cơ thể đổ dạp về phía sau. Bàn tay phải nắm thanh trường thương theo đà trượt xuống, khi trượt đến đoạn cuối của đốc thương thì lắc mạnh một cái. Đầu thương như rồng, lắc mạnh một cái đánh cho Quách Húc bay ngược ra ngoài. Hồng hộc. Phía sau lưng Lâm Nhất tì lên mặt đất đột ngột xoay một vòng, bàn tay phải nắm chặt đốc thương, cổ tay không ngừng múa may. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Chỉ chớp mắt, Quách Húc ngoài vết thương bị đâm xuyên ở ngực ra, khắp người từ trên xuống dưới đều chẳng chịt vết thương, không ngừng kêu rên thảm thiết. Đợi đến khi đối phương sắp rơi xuống đất, Lâm Nhất lấy thương thay kiếm, lại quét một luồng quang mang qua. Rắc rắc. Cùng với tiếng xương cốt đứt gãy. Cả người Quách Húc bị đập mạnh lên mặt tường, sau đó hốt hoảng bật dậy, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ chạy trối chết. Đáy mắt Lâm Nhất lập lòe hàn mang, suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định mà không đuổi theo nữa. Bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là cầm được ngọc giản này trong tay. Nếu như đuổi theo, ngọc giản bị trộm mất thì đúng là được một mất mười. Còn về Quách Húc, trong mắt Lâm Nhất hắn ta đã chẳng đáng phải để mắt đến từ lâu rồi. Lấy thương thay kiếm, chỉ dùng có 6 phần thực lực đã hoàn toàn đánh bại đối phương. Đối phương đã trúng Bôn Lôi Trảm Điện của hắn, cũng chẳng có tư cách để ở lại trong cổ mộ tinh quân này nữa. Có thể sống sót trở về đã coi như mạng lớn rồi. Thở ra một hơi trọc khí, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của hắn rơi lên ngọc giản ở cây cột đá giữa trung tâm đại điện, vẻ mặt đã bình tĩnh nhiều. Phảng phất việc chiến thắng Quách Húc đứng thứ 78 trong bảng Long Vân chẳng qua chỉ là một chuyện nhẹ như lông hồng mà thôi. Ngọc giản lơ lửng trong không trung được bao trùm bởi luồng lôi mang quỷ dị, trong lôi mang thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng một con rồng màu đen phát ra khí tức khiến người ta giật mình. Tập trung nhìn lại, phảng phất như bị bóng con rồng kia nuốt chửng cả linh hồn. View. Bóng người loáng lên, Lâm Nhất dừng lại ở phía trước cây cột đá. Vươn tay ra nắm lấy ngọc giản kia. Vào giây phút khi ngọc giản áp lên mi tâm,
một luồng thông tin tràn vào trong não bộ. Thương Long Cửu Biến, công pháp địa cấp trung phẩm, trong thời kỳ thượng cổ nó có đại năng vô thượng để sáng lập ra môn võ học Thương Long Quyết chấn động thế nhân. Thương Long Quyết bao gồm vạn tượng, có kiếm pháp, thân pháp, công pháp, kiếm quyết, trưởng pháp, quyền pháp, trong đó Thương Long Cửu Biến là một môn công pháp rèn luyện cơ thể. Thương Long có sức mạnh phong lôi, một cơn nộ phong cuốn sạch tàn vân cũng lại có thể dập được lửa của Trúc Long, một trận nộ lôi làm trời đất cả nghìn dặm rung chuyển. Thương Long Cửu Biến lấy sức mạnh của phong lôi để rèn luyện nhục thân, tổng cộng có 10 tầng, 2 tầng đầu là nền tảng. Đợi sau khi nền tảng vững chắc thì có thể tế ra biến thứ nhất, nhất biến phong lôi cường thân, quyền phá núi sông. Đạt đến cảnh giới cao nhất, sau cửu biến thì có thể ngưng tụ ra được long viêm. Thương Long Cửu Biến, cảnh giới cao nhất có thể ngưng tụ được long viêm. Đọc đến đây, mặt Lâm Nhất mang vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có, rồng là thần thú trong truyền thuyết. Lấy thân của người phàm, luyện hóa ra được long viêm, điều này đối với Lâm Nhất mà nói nó lạ lùng và ly kỳ như thể câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Rất nhiều công pháp đều có giới thiệu khá là phô trương, ví như luyện đến cảnh giới cao nhất có thể đánh nát sao trời nhật nguyệt, nhất chỉ có thể diệt vạn dặm sơn hà. Nhưng những thứ đó vừa nhìn đã biết chỉ là một loại so sánh, tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì uy lực sẽ tương đối khủng khiếp mà thôi. Nếu như thực sự tin rằng có thể đánh nát sao trời nhật nguyệt thì có hơi thiếu lý trí. Nhưng Thương Long Cửu Biến này quả thực đã viết là có thể ngưng tụ ra long viêm. Điều này có vẻ thú vị. Không nghi ngờ, Thương Long Cửu Biến này chính là thần quyết luyện thể mà Lâm Nhất đang cần đến. Cho dù không có câu cuối cùng kia thì bản thân nó cũng đã đầy sức hấp dẫn rồi. Nếu câu cuối cùng kia là thật, vậy thì đó chính là một vận may cực kỳ lớn. Nghĩ kỹ thì cũng chưa chắc là không thể, võ đạo ngày nay cảm thấy ngưng tụ được long viêm là điều ly kỳ hiếm có. Nhưng trong thời kỳ võ đạo thịnh thế hoàng kim có lẽ chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, thậm chí chẳng đáng để phô trương. Tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Bây giờ thứ cần phải nghĩ đến là có thể tu luyện nó ngay bây giờ không? Quách Húc liều mạng với Lâm Nhất như vậy là vì cảm thấy mình có nền tảng sức mạnh công pháp thuộc tính lôi cho nên có thể tu luyện được. Nhưng Lâm Nhất thực ra đã có nền tảng nhục thân là long tượng chiến thể quyết đỉnh phong, chưa chắc đã kém hơn so với hắn ta. Tay siết chặt ngọc giản, đáy mắt Lâm Nhất lấp lánh tinh mang, suy nghĩ nhanh như chớp. Chưa cần vội. Hắn trái lại khá là tự tin về nền tảng sức mạnh nhục thân của mình tuyệt đối không kém hơn Quách Húc. Nếu như tu luyện hai tầng đầu của Thương Long Cửu Biến thì hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng dù gì đây cũng là công pháp thượng cổ, không giống với luyện hóa đan dược, ít nhiều cũng có chút rủi ro. Một khi tu luyện gặp phải trở ngại thì rất có khả năng sẽ bị phản phệ, vậy thì cổ mộ tinh quân này hắn sẽ không thể tiếp tục tranh được nữa. Bây giờ vẫn chỉ là vòng khảo nghiệm thứ 6. Đợi đến vòng thứ 8 rồi lại quyết định sau. Lâm Nhất không do dự lâu, rất nhanh đã đưa ra quyết định, vẻ mặt nghiêm túc cất ngọc giản đi. Trong tầng thứ 6 hắn đã có thu hoạch, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Bóng hình lóe lên, Lâm Nhất dứt khoát đi thẳng về phía tầng thứ 7 của mộ cung. Mộ cung tầng thứ 6, bên trong một đại điện khác. Xích Luyện Tiên Dương phàm vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cột đá phía trước, phía trên cột đá lơ lửng một thanh đoản kiếm. Hàn mang chuyển động, lạnh lẽo vô biên. Lạnh. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy vật này, trong đầu Dương phàm chỉ cảm nhận được một luồng hàn ý, tiếp đó là khắp người không kiềm chế được mà run rẩy. Khi tầm mắt của hắn ta rời đi, hàn ý băng lạnh này mới từ từ giảm bớt. Thú vị. Trong mắt Dương Phàm bỗng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, hứng thú càng cao hơn. Đại đa số người tu luyện trường tiên đều sẽ mang theo một loại binh khí ngắn, để đề phòng đối thủ tấn công ở khoảng cách gần. Hoặc là giống như một kiếm khách, tu luyện thêm một môn quyền pháp. Dương Phàm rất may mắn, môn mà hắn ta luyện thêm chính là binh khí ngắn, trên người hắn ta lúc nào cũng mang theo một con dao nhỏ. Thanh đoản kiếm lạnh đến phát sợ này lại khá là hợp với khẩu vị của hắn ta, cùng với roi xích luyện của hắn là một băng một hỏa, vừa hay có thể bổ trợ cho nhau. Muốn nó. Khóe miệng Dương Phàm khẽ cong lên, gương mặt lộ vẻ vui sướng.
đi một vòng lớn trong tầng thứ 6 của mộ cung cuối cùng cũng gặp được thanh bảo binh này, coi như xứng với cái danh mộ cổ của tinh quân. Nhưng đúng vào lúc này, trong thông đạo phía đối diện có một người đi ra. Người nọ dáng dấp gầy gò, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng đỏ quái dị giống như một con rắn độc. Giống với Dương Phàm, trong tay hắn ta cũng nắm một sợi trường tiên, chỉ là trường tiên đó hơi mảnh một chút. Hạng thứ 58 trong bảng Long Vân, Xích Hà Tiên Tân An. Nụ cười trên gương mặt Dương Phàm lập tức tắt ngắm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong bảng ngoài của bảng Long Vân, chỉ có hai người sử dụng trường tiên, một người là hắn ta và người còn lại là Tần An. Trường tiên vốn dĩ có rất ít người sử dụng, hai người lại đều có tên trong bảng Long Vân, khó tránh sẽ bị lôi ra so sánh. Đáng tiếc, bất luận so sánh thế nào thì Dương Phàm cũng đều thua đối phương một bậc. 4 năm trước trong quần Long Thịnh Yến, hắn ta cũng đã thua trong tay đối phương, thua một cách khá là thê thảm. Ngươi đi đi, ta không có hứng thú với người từng thua trong tay mình, huống hồ ngươi cũng không muốn phải dừng chân ở tầng thứ 6 đúng không? Tần An đương nhiên chẳng coi Dương Phàm ra gì, tùy ý nhìn một cái rồi tiếp tục đi về phía cột đá. Khi hắn ta đi được 3 bước liền nhìn thấy đối phương vẫn không hề động đậy, đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, lập tức cười nói, thế nào, muốn tranh với ta? Vật vô chủ, đương nhiên người người đều có thể tranh. Vẻ mặt Dương Phàm âm trầm, gằn từng chữ nói. Vẻ chẳng để tâm này của đối phương quả thực là tổn thương người khác, thực sự cho là Dương Phàm hắn lại sợ đối phương hay sao? Sắp 4 năm trôi qua rồi, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Khóe miệng Tần An thoáng cong lên một nụ cười lạnh lùng, thần sắc trong đáy mắt đầy vẻ khinh thường, cười nói, có phí phách, vật vô chủ, quả thực là người người đều có thể tranh. Nhưng không phải người nào cũng có được tư cách để tranh với Tần An ta, ít nhất Dương Phàm ngươi không xứng. Vậy thì cứ thử xem. Xích luyện trong tay Dương Phàm bung xuống. Sau đó cổ tay rung lên, trường tiên quất ra một tia chớp trong không trung. Tần An phía đối diện đương nhiên cũng không chịu thua kém, trường tiên trong tay đồng thời quăng ra. Rầm. Trong không trung, trường tiên của hai người giống như hai con mãng xà tàn bạo đang hung hãn giao đấu. Cuộc chiến đấu ác liệt như vậy, người thua chắc chắn sẽ tương đối thê thảm. Không chỉ mất đi tư cách tranh đoạt bảo binh, mà sợ là chuyến mạo hiểm vào trong cổ mộ tinh quân này cũng phải kết thúc tại đây. Sau hơn mấy chục chiêu, roi của Tần An đã chiếm được thế chủ động. Trong biển trăng khô, Tần An này vẫn luôn đi cùng với Bùi Nhạc nên không hề để lộ phong mang. Nhưng sau khi thấy được thực lực thực sự của hắn ta thì mới hiểu được, người này đáng sợ cỡ nào, có thể nằm trong 10 hạng đầu của bảng ngoài ắt không phải chỉ là hư danh. Một nửa canh giờ sau. Trong tầng thứ 6 của mộ cung, trong một thông đạo tối tăm, Bạch Lê Hiên đang đi tìm bảo vật khắp nơi thì bất ngờ gặp được một người. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương thì thần sắc của Bạch Lê Hiên lập tức trở nên đầy cảnh giác. Là Quách Húc. Quách Húc hạng 78 của bảng Long Vân. Người này được xưng là bôi lôi thủ Quách Húc, trình độ lôi đình của hắn ta tương đối thâm sâu, quyền pháp nổi danh bá đạo cương mãnh. Đối với Bạch Lê Hiên mà nói, coi như là một đối thủ khá khó nhằn, một khi gặp phải thì cũng không thể nắm chắc được thắng thua. Có thể không giao đấu thì cố gắng không giao đấu là tốt nhất. Đúng vào lúc hắn ta còn đang tính toán có nên tránh đi hay không thì đáy mắt bỗng lóe lên quang mang lạnh lẽo. Tầm mắt của hắn ta chạm tới trước ngực của Quách Húc, có một cái lỗ trông khá đáng sợ trên người hắn ta. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, từ trên xuống dưới khắp người hắn ta chẳng chít vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn mà kinh hãi. Chớp mắt nhìn qua thì đây rõ ràng là vết thương do trường thương tạo ra. Nhưng Bạch Lê Hiên vừa nhìn đã đoán ra được. Không có ngoại lệ, bao gồm cả cái lỗ trước ngực kia đều là vết thương do kiếm tạo thành. Kiếm thế lợi hại thật. Bạch Lê Hiên hít sâu một hơi lạnh, người ra tay này khá là tàn nhẫn. Nhìn thần sắc kỳ lạ trong mắt đối phương, Quách Húc không kiềm chế được lạnh lùng nói, có gì hay mà nhìn, nếu như ngươi gặp phải người khiến ta bị thương, có thể sống được đã coi như may mắn lắm rồi. Bạch Lê Hiên không dám tin, nói bằng giọng nhàn nhạt, nói cũng đúng. Ít nhất ngươi có thể sống sót được thì đã không đơn giản rồi, ai đã thương ngươi vậy? Hắn ta lại cảm thấy khá tò mò,
ngoài sư huynh Tạ Vân Kiều của mình ra, trong biển trăng khô này còn có ai có thể khiến Quách Húc chật vật đến mức này? Liên quan gì ngươi? Thua trong tay Lâm Nhất, đối với Quách Húc mà nói rõ ràng là khó mà chấp nhận được, đương nhiên không bằng lòng nói với người khác. Tò mò mà thôi, nếu như ngươi ngoan ngoãn chút thì có lẽ ta sẽ không làm khó ngươi. Sắc mặt Bạch Lê Hiên bình tĩnh, trong lời nói thấp thoáng vẻ uy hiếp. Quách Húc đầu tiên là thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười, hôm nay đúng là thảm hại. Đầu tiên là thua trong tay Lâm Nhất, bây giờ lại bị kẻ hậu bối mới nổi của Càn Vân Tông này uy hiếp. Ngày thường những đệ tử tông môn bên ngoài bảng Long Vân này hắn ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến. Lâm Nhất là hắn. Vốn dĩ Bạch Lê Hiên đầy hứng chí muốn biết cao thủ thần bí này là ai, thì bây giờ vẻ mặt hắn ta thoáng cứng lại. Nói là Lâm Nhất, Bạch Lê Hiên quả thực là không ngờ tới. Mặc dù nói, lúc trước khi phong ấn của Mộ Cổ Tinh Quân này bị phá, Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ đã đối trưởng với nhau lại không hề có vẻ yếu thế. Nhưng bây giờ rõ ràng có thể thấy được, Cơ Vô Dạ chưa dốc hết sức, chỉ là một trưởng thôi nhưng Bạch Lê Hiên tự hỏi hắn ta có thể làm được như thế không? Chỉ một trưởng, không thể nói được gì nhiều. Nhưng đánh cho Quách Húc thành bộ dạng thảm hại thế này, quả thực là khiến Bạch Lê Hiên ngạc nhiên, trong lúc suy tư, Bạch Lê Hiên lại nhìn vào vết thương trên người đối phương. Khóe môi khẽ run lên, hắn ta thân là kiếm khách, có thể tưởng tượng ra được. Người có kiếm thế bậc này, lúc giao đấu với Quách Húc, Lâm Nhất có lẽ luôn chiếm thế thượng phong. Không chỉ đơn giản là đánh bại Quách Húc mà là đại thắng. Nói đơn giản một chút chính là Quách Húc hạng 78 trong bảng Long Vân đã bị Lâm Nhất ngược đãi. Bôn lôi thủ Quách Húc, Bạch Lê Hiên từng chứng kiến đối phương ra tay, loại thực lực đó hắn ta mặc dù có chút khả năng thắng. Nhưng nếu muốn làm được đến mức như Lâm Nhất thì quả thực là còn kém xa. Vận mệnh đúng là bất đắc dĩ, vốn cho là mình đã bỏ xa đối phương ở phía sau. Lại không ngờ được, còn chưa chính thức giao đấu. Bản thân mình đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương, thậm chí đến bóng lưng cũng khó có thể nhìn thấy được. Quách Húc than thở, nghiến răng nói, người này còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng, hắn thậm chí còn chưa xuất kiếm, lấy thương thay kiếm mà đã đánh bại ta rồi. Ta bây giờ đã không thể đoán được hắn rốt cuộc là dùng hết bao nhiêu phần thực lực. Lấy thương thay kiếm. Đến táng hoa còn chưa rút khỏi vỏ sao. Quỳnh. Trong lòng Bạch Lê Hiên như đang hứng chịu một đả kích nặng nề, lòng hắn ta trầm hẳn xuống, cảm giác tức nghẹn ở ngực khó mà xả ra được, cực kỳ khó chịu. Đừng nói nữa. Hắn ta đột nhiên mở miệng nhìn về phía Quách Húc, trầm giọng quát. Sự thay đổi kỳ quái như vậy làm Quách Húc giật cả mình, đáy mắt lộ vẻ khó hiểu. Thằng nhóc này, trước đó là hắn ta muốn hỏi, bây giờ nói thật cho hắn ta rồi thì lại không biết đang phát cáu cái gì. Một hồi sau, cảm xúc của Bạch Lê Hiên mới bình tĩnh lại, hờ hững nói, ngươi đi đi. Quách Húc dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn người này một cái, chẳng hiểu ra sao rồi lắc đầu đi thẳng về phía trước. Khảo nghiệm của tầng thứ 7 rõ ràng là không thể tham gia được nữa rồi, chỉ đành phải quay trở về, để ý chí của cổ mộ này đưa hắn rời đi. Đúng vào lúc hắn ta chuẩn bị biến mất trong thông đạo, Bạch Lê Hiên lại gọi giật hắn ta lại. Ê! Chân thành khuyên ngươi một câu, nếu còn tiếc mạng sống của mình thì sau khi vết thương lành tốt nhất đừng đi tìm người này gây rắc rối. Nói xong, đáy mắt Bạch Lê Hiên thoáng lấp lánh, đầu cũng không ngoái lại mà bỏ đi thẳng. Bất luận thế nào, cho dù hắn ta không bằng được đối phương, cũng phải tận mắt chứng kiến thực lực của người đó rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Ít nhất, phải nhìn được bóng lưng của hắn mới được. Nếu không thì cũng quá là thất bại rồi. Còn về Quách Húc, bước chân hắn ta thoáng ngừng lại, ngay sau đó liền biến mất trong thông đạo. Có nghe thấy lời khuyên chân thành của Bạch Lê Hiên hay không thì không ai biết được. Cùng lúc này, cuộc chiến giữa Dương Phàm và Tần An đã có kết quả. 4 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, không ngờ 4 năm sau lại vẫn tệ hại như vậy. Cút đi, ta thực sự không có hứng thú giết một tên vô dụng. Sự lạnh lùng trên người Tần An bỗng nhiên thay đổi, cất giọng lạnh lẽo, nhưng lãng phí nhiều thời gian của ta như thế thì cũng phải để lại cái gì chứ, thưởng một roi vậy, ngoan ngoãn mà chịu trận cho ta. Bốp!
Trường tiên như con rắn độc, tàn nhẫn vô tình quất lên trên mặt Dương Phàm. Dương Phàm vừa mới chống người đứng dậy thì bị quất cho bay thẳng ra ngoài và mạnh lên mặt tường, nôn ra một ngụm máu lớn. Sỉ nhục như vậy thực là tương đối thê thảm. Nỗi uất ức trong lòng Dương Phàm không cần nghĩ cũng biết, hắn ta quay đầu lại nhìn Tần An một cái, ánh mắt đó đáng sợ như ác quỷ trong địa ngục. Nhưng Tần An lại không hề để tâm đến. Ngươi sẽ phải hối hận. Dương Phàm lạnh lùng nói thầm trong lòng một câu rồi xoay người rời đi. Loại vô dụng này giữ lại làm gì, tiện tay giết luôn cho xong. Dương Phàm vừa mới rời đi thì có một người bước vào trong đại điện, cổ đao sau lưng ánh lên vẻ băng lạnh, là Bùi Nhạc. Chẳng sao cả. Tần An cười hờ hững, bước lên trước lấy thanh đoản kiếm ở trên cột đá, chỉ thấy trên vỏ kiếm khắc hai chữ cổ, băng luân. Vào lúc khi đoản kiếm được tuốt khỏi vỏ, hàn mang bắn ra tứ phía, lạnh lẽo như ánh trăng. Hảo kiếm. Tần An lộ ra vẻ mãn nguyện sau đó thu thanh bảo binh này vào trong túi. Nên loại dần số người rồi. Khi Tần An thu kiếm vào trong túi, giọng nói lạnh băng của Bùi Nhạc vang lên trong đại điện âm u. Tần An gật đầu, trầm giọng nói, bắt đầu từ ai? Tạ Vân Kiều. Vẻ mặt Bùi Nhạc vẫn lạnh nhạt như cũ, hờ hững đáp. Tần An khẽ cười nói, vừa hợp với ý ta. Thực lực của Tạ Vân Kiều vốn chỉ yếu hơn Cơ Vô Dạ và Diêm Không một chút. Ngoài việc hơi kiêng dè tiên thiên kiếm ý đại thành của hắn ta ra thì những thứ khác không cần quá để ý, lại thêm. Hắn ta thoảng ngừng lại, sau đó tiếp tục nói Cơ Vô Dạ và Diêm Không hai người này vốn như nước với lửa, một khi gặp mặt chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, trong hai người tuyệt đối chỉ có một người sống. Bây giờ chúng ta đi tầng thứ 7 giải quyết Tạ Vân Kiều. Lại đến tầng thứ 8 giải quyết Cơ Vô Dạ hoặc Diêm Không. Còn về những con chó con mèo khác thì có lẽ chẳng có ai qua được khảo nghiệm của tầng thứ 8. Kế hoạch của hai người khá là ổn, chỉ cần tất cả đều thuận lợi. Trong mộ cung 9 tầng, ngoại trừ hai người thì không thấy sự tồn tại của nhân tài kiệt xuất nào khác, bọn họ sẽ độc hưởng truyền thừa của Tinh Quân và Thiên Tinh Châu mà ông ta đã để lại khi tịch diệt. Đi! Hai người không dừng lại mà lập tức đi thẳng đến tầng 7 mộ cung. Biên giới biển Trăng Khô, Quách Húc, Dương Phàm và rất nhiều nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân lần lượt bị truyền tống ra ngoài đã dẫn đến ồn ào không nhỏ. Nhất là Dương Phàm và Quách Húc, hai người này có xếp hạng tương đối cao trên bảng ngoài bảng Long Vân. Ngay cả bọn họ mà cũng bị đào thải thì có thể thấy được số lượng nhân tài kiệt xuất còn lại trong cổ mộ tinh quân e rằng chỉ khoảng 7. 8 người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai lại ra tay nặng vậy? Khi Quách Húc quay về nơi đóng quân hiện tại của Lôi Viêm Tông, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào náo động, rất nhiều trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì vết thương kia thật sự rất đáng sợ. Là Tạ Vân Kiều à? Có trưởng lão tinh mắt nhanh chóng nhận ra vết thương trên người Quách Húc đều do kiếm thế cực kỳ sắc bén lưu lại, người này lập tức liên tưởng đến Tạ Vân Kiều. Kẻ xếp hạng thứ 10 trên bảng ngoài và hiện vẫn đang ở trong cổ mộ. Biển Trăng Khô to như vậy, nhưng ngoại trừ người này, ông ta thật sự không nghĩ ra còn kiếm khách nào khác có thể khiến Quách Húc bị thương đến tình trạng thế này. Quách Húc lộ vẻ cay đắng, nếu thật sự là Tạ Vân Kiều thì hắn ta cũng không cảm thấy uất ức như vậy. Vốn dĩ tài nghệ không bằng người, danh tiếng cũng không vang dội như đối phương, nên có bại cũng là điều hợp lý. Không phải hắn, là... Quách Húc không phản bác suy đoán của trưởng lão Tông Môn, hắn ta vừa định nói ra tên của Lâm Nhất thì chợt nghĩ, bản thân thua trong tay một nhân tài vừa mới nổi, thật sự không còn gì nhục nhã hơn, hắn ta không biết phải nói sao, rồi lại nghĩ đến cảnh cáo của Bạch Lê Hiên thì lắc đầu, quyết định không nói gì thêm. Mãi một lúc lâu sau, không còn ai bị truyền tống khỏi cổ mộ tinh quân nữa. Biên giới biển Trăng Khô, trưởng lão và đệ tử của tất cả các tông môn đang bàn tán xôn xao. Bọn người Quách Húc bị truyền tống ra ở tầng 6, tin tức này đã sớm không còn là bí mật, mọi người đều biết. Điều đó chứng tỏ những người còn lại đã thông qua khảo nghiệm tầng 7. Cổ mộ tinh quân có 9 khảo nghiệm, những người này chỉ cần thông qua 2 cửa nữa là có thể chính thức tiến vào tầng 9 của mộ cung rồi. Nghe đồn trăm năm trước có một vị tinh quân đi ngang qua cổ vực Nam Hoa, đối mặt với tinh quân,
ngay cả cao thủ cảnh giới thiên phách cũng không có dũng khí ra tay. Tinh quân đương thời đã khủng bố nhường ấy, không biết tinh quân thời thượng cổ còn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ còn hai cửa nữa là những người còn lại có thể thấy được di thể của tinh quân thượng cổ rồi, cũng không biết ai mới là kẻ cười đến cuối cùng. Mọi người tính thử xem còn có bao nhiêu người trong đó. Hai tên sát thần Cơ Vô Dạ và Diêm Không đều chưa hiện thân. Chắc chắn Tần An, Bùi Nhạc và Tạ Vân Kiều cũng còn bên trong, vậy là 5 người rồi, đều là những yêu nghiệt thuộc 10 thứ hạng đầu bảng ngoài. Sai rồi, còn có nhân tài mới nổi của Càn Vân Tông là Bạch Lê Hiên. Nghe đồn hắn ta có được thánh thể đấy, hiện tại đang rất nổi danh, rất nhiều nhân tài thuộc bảng Long Vân đều thất bại tại khảo nghiệm xuống tầng 7, vậy mà hắn ta lại thông qua được. Sau lần này, e là người này sẽ nổi danh khắp cổ vực Nam Hoa. Tính cả hắn nữa thì, có lẽ đã hết rồi. Ha ha, Lâm Nhất vẫn còn bên trong đấy. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất, trước đó đã đánh bại Tào Trấn của Bắc Tuyết Sơn Trang, nghe nói ở biển Trăng Khô, hắn lấy một địch hai, giết chết Lãnh Hạo Vũ. Hơn thế nữa, người này còn đỡ được một trưởng của Cơ Vô Dạ, hoàn toàn không sợ hãi huyết sát tỏa ra từ trên người đối phương. Thật sao, cái này có hơi khoa trương rồi đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, biển Trăng Khô bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Nhất là khi biết trong cổ mộ tinh quân còn có hai vị nhân tài mới nổi, mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Rất nhiều người đều đang bàn tán, mấy năm gần đây, trên chín lục địa thuộc cổ vực Nam Hoa, mỗi một châu đều có nhân tài xuất hiện, hay có người khiêu chiến với các nhân tài kiệt xuất trong bảng Long Vân. Vừa hay năm nay sắp bắt đầu quần Long Thịnh Yến, hiện tại thế sự xoay vần, nói không chừng cổ mộ tinh quân lần này chính là một cơ hội. Một dấu hiệu chứng tỏ sự nổi dậy của những nhân tài mới xuất hiện. Đối với người của Thư viện Thiên Phủ, tuy Lâm Nhất không phải đệ tử Thư viện, nhưng dù sao thì hiện tại hắn vẫn là chấp sự khách khanh của bọn họ. Nên khi nghe mọi người bàn luận, ít nhiều cũng có chút phấn khích. Nếu Lâm Nhất thật sự thông qua được khảo nghiệm tầng 9, dù không lấy được di bảo của tinh quân thì cũng đủ để tỏa sáng rồi. Đoàn người của Càn Vân Tông còn phấn khích hơn thế nữa. Tạ Vân Kiều và Bạch Lê Hiên đều không bị đào thải. Ở biên giới biển Trăng Khô có rất nhiều tông môn tiến đến, nhưng lại chỉ có Càn Vân Tông có được hai người đồng thời trụ lại trong cổ mộ tinh quân. Thành tích như thế cũng coi như một niềm vinh dự lớn lao rồi. Nhưng đúng lúc này, từ trong gió lốc ở biên giới biển Trăng Khô, đột nhiên có một người bị bắn ra. Hắn ta mặc một bộ đồ xanh, thất tha thất thểu bước đi, sắc mặt tái nhợt. Trông vô cùng suy yếu. Cả người hắn ta chằng chịt vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn có hơi thảm. Đợi sau khi nhìn rõ mặt người nọ, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Là Tạ Vân Kiều xếp hạng thứ 8 bảng ngoài. Việc này, sao hắn lại bị đào thải rồi? Không thể nào, với thực lực của Tạ Vân Kiều, muốn thông qua 9 khảo nghiệm hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại có lẽ mới là khảo nghiệm tầng thứ 8 mà thôi. Đúng là khó tin, nếu nói ngay cả Tạ Vân Kiều cũng không thông qua được, vậy thì không ai có thể qua, nên biết, hắn còn nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành đấy. Các ngươi nhìn vết thương trên người hắn kìa, có lẽ đã giao đấu với ai đó, thua cũng thảm thật. Nếu không, chắc chắn không đến mức bị thương như vậy. Tạ Vân Kiều đột nhiên xuất hiện đã nhấc lên một cơn sóng lớn. Chủ yếu là vì thực lực người này có thể xem như siêu cao thủ ở biển Trăng Khô hiện tại, dù không chống lại được Cơ Vô Dạ và Diêm Không thì ít nhất tỷ lệ thắng cũng chiếm 4 phần. Một tay kiếm ý tiên thiên đại thành càng là chỗ dựa vững chắc cho hắn ta. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, hắn ta có cơ hội giành được chiến thắng rất lớn, sẽ trở thành người cười đến cuối cùng. Nhưng hiện tại lại bị đào thải sớm như vậy, quả thật khó mà tin được. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ồn ào náo nhiệt ở biên giới biển Trăng Khô chợt nhỏ đi rất nhiều. Ngay cả Tạ Vân Kiều cũng bị đào thải thì trong cổ mộ tinh quân hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có bàn tán gì thì cũng vô nghĩa, nói không chừng, đợi lát nữa, Cơ Vô Dạ và Diêm Không sẽ bị truyền tống ra đấy. Tại tầng 8 cổ mộ tinh quân, sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi. Khảo nghiệm tầng 8 hung hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, trận du long do 8 con rối ngân giáp liên thủ gần như là hoàn mỹ,
rất khó tìm kiếm sơ hở, thậm chí có thể nói là không có. Phải tiến công một cách mạnh mẽ hơn nữa mới có thể ép ra một chút sơ hở thoáng qua. Sơ hở chỉ thoáng qua, nếu bỏ lỡ cơ hội một phần ngàn giây đó thì phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may bản thân kiếm khách đã có thế công mạnh mẽ, Lâm Nhất lại nắm giữ kiếm ý tiên thiên viên mãn, nên rất nhạy cảm với sơ hở. Đừng nói một phần ngàn giây, dù là một phần vạn giây thì cũng đừng mong thoát khỏi con mắt của hắn. Dù vậy, muốn thông qua vòng khảo nghiệm này cũng rất nguy hiểm. Nếu có thể dùng đến kiếm táng hoa thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Theo Lâm Nhất suy đoán, có lẽ hắn là người đầu tiên tiến vào tầng 8 mộ cung. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở lại tầng 7 vơ vét một phen, còn Lâm Nhất thì không, vừa qua cửa tầng 7, hắn liền lợi dụng thất huyền bộ đỉnh phong, dùng tốc độ tia chớp lao đến tầng 8 tiến hành khảo nghiệm. Hoặc là suy nghĩ mạnh dạn hơn thì những người khác không nắm giữ kiếm ý tiên thiên viên mãn, chưa chắc có thể qua cửa nhanh như hắn được. Nói thế, bất kể thế nào thì ta cũng vượt lên trước những người khác, có thể dư ra được một chút thời gian. Lâm Nhất khẽ nói, hiện tại có ba lựa chọn bày ra trước mặt hắn. Một là thăm dò mộ cung tầng 8, càng về sau thì bảo bối trong mộ cung càng quý hiếm. Hắn là người đầu tiên đến đây, chắc chắn có thể vơ vét nhiều nơi hơn, và cũng thu hoạch được nhiều hơn. Hai là không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đi thẳng đến tầng 9 mộ cung. Còn lựa chọn thứ ba thì, cùng có hơi mạo hiểm, đó chính là nhân cơ hội này thử tu luyện Thương Long Cửu Biến, xem có thể dựa vào nội tình Long Tượng Chiến Thể để hoàn thành trụ cột của Thương Long Cửu Biến trong thời gian ngắn hay không. Nếu là người khác thì sẽ rối rắm hồi lâu, nhưng Lâm Nhất lại là một người rất quyết đoán, thoáng chốc, hắn đã có quyết định. Dù sao thì cho đến hiện tại, mục tiêu của hắn vẫn là Thiên Tinh Châu do Tinh Quân lưu lại sau khi tịch diệt. Khi thăng cấp lên cảnh giới âm dương, 50 tên yêu nghiệt thuộc bảng trong bảng Long Vân đều có được võ hồn huyền cấp bát phẩm, nếu vậy, Lâm Nhất này cũng không thể thua kém được. Bằng không thì đến quần Long Thịnh Yến, phải đấu với đám người này như thế nào? Cứ vậy mà làm. Sau khi tìm được một mật thất, Lâm Nhất vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra ngọc giản Thương Long Cửu Biến. Lôi mang bao phủ ngọc giản vẫn không tiêu tán, long ảnh như ẩn như hiện vần quanh. Vừa nhìn liền biết vật này bất phàm. Dựa theo ghi chép trong ngọc giản, Thương Long Cửu Biến chỉ là thần quyết luyện thể trong biển học minh mông của Thương Long Quyết. Thương Long Quyết còn có công pháp, thân pháp, chỉ pháp, trưởng pháp, thậm chí là kiếm quyết cùng bí thuật. Đó là môn võ học có thanh danh hiển hách tại thời Hoàng Kim Thịnh Thế Thượng Cổ, hùng vĩ và rộng lớn, chứa đựng toàn diện. Nếu có thể ngộ đạo, uy năng và cảnh giới còn có thể cao hơn một tầng. Dù chỉ học một trong số đó, tu luyện đến cuối cùng cũng đủ để tung hoành một phương. Lâm Nhất cũng biết tu luyện một môn võ học như thế thì không thể liều lĩnh được. Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm được nhiều như thế, không phải ai tiến vào mộ cung 9 tầng trước cũng có thể lấy được truyền thừa của Tinh Quân. Chắc chắn không tránh khỏi một trận ác chiến, nếu như thực lực yếu kém thì sao có thể thắng được đám người Cơ Vô Dạ, Diêm Không? Ở cổ mộ Tinh Quân không có may mắn, chỉ có thực lực tuyệt đối. Dựa vào nội tình Long Tượng Chiến Thể, hắn hoàn toàn có thể cược một phen. Một khi thành công, phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, năm người Cơ Vô Dạ, Diêm Không, Tần An, Bùi Nhạc và Bạch Lê Hiên cũng đã bắt đầu khảo nghiệm tầng thứ 8. Thời gian cứ thế trôi qua một cách gấp gáp. Thương Long Cửu Biến, công pháp trung phẩm cấp địa, thuộc tính phong lôi. Hiển nhiên, muốn tu luyện môn công pháp này, nhất định phải có tạo nghệ thuộc tính lôi. Bằng không, muốn tu luyện hoàn tất hai tầng cơ sở trong vòng hai canh giờ chẳng khác nào người si nói mộng. Nhưng Lâm Nhất lại rất có lòng tin, suy cho cùng, Thương Long Cửu Biến cũng chỉ là một môn thần quyết luyện thế. Mà hắn, ở cảnh giới tiên thiên đã có thể tu thành lôi viêm chiến thể, ở cảnh giới huyền võ đã có thể tu thành long tượng chiến thể quyết. Đặc biệt, Long Tượng Chiến Thể Quyết vốn chỉ có 6 tầng, vậy mà lại bị hắn đột phá đến cực hạn, đạt đến tầng 7 đỉnh cao. Nếu bàn về tạo nghệ thuộc tính lôi, chắc chắn hắn không bằng Quách Húc, nhưng nói đến nội tình thân thể thì không biết hắn bỏ xa đối phương bao nhiêu dặm đường. Hắn có thể tu luyện, ta cũng có thể tu luyện. Huống hồ,
Long tượng chiến thể quyết đỉnh phong không phải thứ mà hắn có thể so được. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn đã hạ quyết tâm, không chút do dự cầm lấy ngọc giản kề sát mi tâm, cẩn thận cảm ngộ. Phút chốc, có rất nhiều tin tức, hình vẽ kinh mạch, cuộn tranh thương long, từng thứ thoáng vụt qua trong đầu Lâm Nhất. Sự phức tạp của công pháp đã vượt ngoài tầm tưởng tượng. Thời đại thượng cổ có hung thú thương long, mang huyết mạch chân long, chỉ một ý niệm đã có thể bật hơi gây thương tích cho người, có khả năng đánh vỡ trăng sao. Thương long cửu biến có 11 tầng, 2 tầng đầu đặt nền tảng. Tầng 1 cần quan sát thương long, luyện hóa ra lực lượng phong lôi, lại dùng lực lượng phong lôi để rèn luyện thân thể. Lực lượng phong lôi vô cùng bá đạo, thông qua thiên trùy bách luyện, thân thể sẽ có sự thay đổi từ trong ra ngoài. Tầng 2 cô đọng lực lượng phong lôi, khiến thân thể ẩn chứa lực lượng lôi. Khi tu luyện đến tầng 2 đỉnh phong thì có thể thi triển bí thuật thương long cửu biến biến thứ nhất. Đánh ra một quyền, phong lôi cùng hiện, thánh âm như sấm. Khí lực đạt đến một đỉnh, khi tung quyền sẽ có thánh âm xuất hiện. Đây được gọi là thánh âm như sấm, hẳn là cái này. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, nếu có thể đạt đến cảnh giới như vậy, dù khí lực không chứa lực lượng lôi, chỉ với uy thế thôi cũng đủ dọa người rồi. Ngẫm lại lực một quyền của hắn là 30 đỉnh, có nghĩa là tung một quyền sẽ có 30 tiếng sét chồng chất lên nhau. Khó mà tưởng tượng được uy thế bực đó kinh khủng cỡ nào. Lâm Nhất mở mắt, không tiếp tục xem. Điểm quan trọng trong hai tầng đầu của Thương Long Cửu Biến chính là lực lượng phong lôi. Rốt cuộc thứ kia đáng sợ nhường nào. Nếu bản thân hắn có tạo nghệ thuộc tính lôi thì chắc chắn thân thể sẽ dễ dàng thừa nhận hơn rất nhiều. Ví dụ như Quách Húc, công pháp mà hắn tu luyện có thể dùng chân nguyên để diễn hóa thành tia sét. Thử xem sao. Trước quan sát thương long rồi diễn hóa ra lực lượng phong lôi. Lâm Nhất lập tức khoanh chân ngồi xuống, để ngọc giản lơ lửng trước mắt. Hai mắt hắn tập trung nhìn vào long ảnh thoát ẩn thoát hiện giữa lôi mang bao quanh ngọc giản. Long ảnh màu tím ẩn chứa một tia ma tính, vô cùng tà ác. Trong mơ hồ, thỉnh thoảng có long uy khủng bố công kích tâm thần Lâm Nhất. Chỉ cần ý chí hơi yếu một chút sẽ khó mà kiên trì được. Cũng may bản thân hắn là huyền sư tam phẩm, đã cô đọng ra hồn ấn bản mạng nên có thể dễ dàng đón nhận công kích bực này. Từ đó có thể thấy, Quách Húc nghĩ có hơi đơn giản. Với hồn lực của hắn ta, chưa hẳn tâm thần có thể chịu được công kích như thế, dù giành được thì e là cũng không luyện thành. Sau nửa chén trà, khi đã vận chuyển tâm pháp tử diên kiếm quyết được một vòng, luồng lực lượng phong lôi đầu tiên sinh ra trong cơ thể Lâm Nhất. Thân thể hắn lập tức bộc phát hệt như núi lửa, phun trào mãnh liệt, một luồng lực lượng cổ xưa, bá đạo và hung mãnh bắt đầu càn quét bên trong cơ thể hắn. Ầm ầm, cuồng phong nổi lên, tiếng sấm rền vang. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, cố gắng khống chế lực lượng long tượng, cẩn thận rèn luyện thân thể. Không ngờ là tu luyện tầng một nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của Lâm Nhất rất nhiều. Lực lượng phong lôi chạy khắp toàn thân mang đến cảm giác rất ấm áp. Cùng với đó, khí lực cũng tăng vọt, khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thú vị thật, xem ra long tượng chiến thể quyết của ta cũng không thua kém quá nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất càng thêm to gan, hắn lại để cho khí lực sôi trào, bắt đầu thả sức luyện hóa lực lượng phong lôi. Theo sự vận chuyển của tâm pháp thương long cửu biến, lực lượng long tượng cổ xưa nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng phong lôi cuồng bạo. Lâm Nhất tu luyện liên tục. Theo đó, thân thể hắn cũng không ngừng tiến bộ, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, mỗi một tế bào đều được rót vào lực lượng phong lôi và bắt đầu có sự lột xác cực lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, bất giác đã 2 canh giờ. Lực lượng phong lôi tích lũy trong cơ thể Lâm Nhất đã đạt đến giới hạn, có tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, hệt như thương long gào thét, khí huyết sôi trào. Giữa cuồng phong gào thét, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Cùng với đó, điện quang màu tím bao phủ khắp người hắn, có tiếng sét vang vọng. Rõ ràng là tiếng sét gần ngay trước mắt, nhưng lại như từ 9 tầng trời giáng xuống, ẩn chứa uy áp lớn lao, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Lâm Nhất mở mắt, sâu trong mắt có vô số đốm sáng lóe lên hệt như những ngôi sao phát nổ, rực rỡ và chói lóa. Thương long cửu biến biến thứ nhất. Giữa màn sét chớp nhoáng,
hắn đột nhiên nhảy vọt lên tung ra một quyền chứa đựng khí huyết sôi trào như biển. Ầm. 30 tiếng sét nổ chồng lên nhau giữa không trung, vang vọng khắp mật thất nhỏ hẹp. Phụt. Lâm Nhất không đề phòng nên bị chấn đến mức nội thương, hộc máu ngay tại chỗ. Đầu ông không ngớt, bên tai là âm thanh ù ù liên hồi, trước mắt, mọi thứ cứ xếp chồng lên nhau, có cảm giác như trời đất quay cuồng. Lúc này, 6 giác quan của hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ, không nghe được, không thấy được, cũng không cách nào cảm giác tất cả những thứ bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới khôi phục được một chút. Một đấm tung ra, phong lôi nổi dậy, thánh âm như sấm. Lâm Nhất lau khô vết máu ở khóe miệng, cười khổ không thôi, đây cũng là thánh âm sao. Không chỉ như thế, trong mật thất nhỏ hẹp, giữa không trung xuất hiện từng gợn sóng màu tím. Đó chính là lực lượng lôi ẩn chứa trong quyền mang, mãi vẫn không tiêu tán được. Mỗi khi va chạm, tia lửa điện lại bắn tung tóe. Thương Long cửu biến quả thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, thật khó mà tin được, đây chỉ mới là tầng cơ sở mà thôi. Một quyền mà hắn vừa đánh ra cũng chỉ là một góc của núi băng, còn chưa dùng hết toàn lực. Không biết khi tu luyện đến biến thứ 9 sẽ có tác dụng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.